Đấy. Ngồi trong đấy, ngồi suốt từ trong đấy giờ. Thấy chưa? Tí lấy gì em uống bây giờ, chị sang lấy nước ngay cho em rồi mai em đưa tiền. Uống nước gì tao biết đâu. Nước lọc cũng được. Nước lọc nhé. Ờ, lấy cho em trà xanh không độ cũng được, hay là C2 cũng được. Cái gì cũng được, miễn uống nước là được. Đừng có nước có ga là được. Hôm qua trả tiền thế? Dạ rồi ạ. Hello các chị, hôm nay em lên muộn một tí nhá, đơn chưa gọi chốt tí nào chị ạ. Tại vì hôm nay đơn tối qua nhà em gọi là chưa chốt xong ấy, xong là đến tối chốt xong muộn quá, thì đơn của trưa ngày hôm nay thì sáng ngày mai nhân viên nhà em gọi chốt đơn kính các chị nhá. Đơn tối qua gọi rồi như Phước Hoàng, em chào Đức, chị Phạm ạ. Em chào tất cả mọi người, các chị vào livestream cho em xin Đức chia sẻ các chị yêu, tối nay em xả hết tất cả bộ các chị nhá. Đúng rồi chị Nhật Ngọc Thuận ơi, kính em đeo là kính giả cận. Xinh cái thế nhỉ, trời ơi thế mọi khi không xinh à chị. Lên bộ cọc cánh tiên hình như là hết rồi chị Quỳnh Trần ơi, hình như là hết rồi. Đấy, đi đâu vậy? Có cái đâu chắc? Nó ở trong nhà chị. Comment nên không biết có bị ẩn không. Có ai sang lấy băng dính không chị? Hả? Có ai sang lấy băng dính không? Không. Sao? Hải bên Viettel nó bảo là thiếu băng dính, sang nó bay một cuộn. Thế là sao nó sang cho không thấy mình. Nhưng mà em bảo là em không có ở cửa hàng. Chưa in mấy quyển này? Nhiều. Cứ như là chục quyển đấy sao? Đang làm thì nó thiếu. Em chào chị Nhật Bình, lâu lắm mới thấy chị luôn á. À, chị bán chị kính đó nhé. Ok ok ok. Kính này là của kính của Burberry chị nhá. Cho em xin cái hộp của nó luôn. Full hộp luôn nha các chị luôn ạ. Kính thì trưa nay em lên rồi. À, không nghĩ không ai nghĩ là ba con trẻ quá à. Ôi chuẩn bị đứa thứ tư rồi chị Nguyễn Thanh Phúc ạ. Hôm nay có vẻ ổn hơn lên mạng ấy nhở. Các chị ơi, các chị có xem rõ không? Em chào chị Chiên Nông, em chào chị Thùy Chi ạ. Tại vì em ít tuổi chẳng qua lấy chồng sớm thôi chị ơi. Chẳng qua lấy chồng sớm thôi chứ em hôm nay có 31 tuổi thôi ạ. Vẫn còn trẻ chị ạ, vẫn còn trẻ. Rồi chị ơi, hôm nay em tặng các chị bộ em còn sót lại, là bộ đũi, bộ đũi đùi các chị nhá. Một xíu em lên luôn để em chia sẻ lên cái trang cá nhân của em đã. Kính em bán mà, sao giờ này không xem like của em à? Trưa nay em vừa bán kính xong, em bán từ lúc 12 rưỡi đến gần 3 giờ cơ mà chị. Tại vì hôm nay em về được một ít kính. À, chiều đã gọi đơn kính chưa? Em chưa gọi tí nào luôn chị ơi. Đơn kính của trưa hôm nay em chưa động đến một tí nào luôn chị ạ. Dạo này chị Nhật Bình không xem like của em hay sao ý? Dỗi giận dỗi gì em mà chả thấy xem like, chả thấy chốt đơn cái gì cả. Chị ơi, chuyển khoản trước nó tùy vào đơn hàng chị nhá. Tùy thuộc vào đơn hàng, nếu mà đơn hàng sale của nhà em không hỗ trợ ship đâu ạ. Và tất cả các đơn hàng nhà em đều phí ship là 30.000 đồng một đơn. Chị Thùy Chi, tại vì nhà em bán là trên với giá thị trường rất là nhiều. Chị nhá. Rồi, các chị lên cho là tặng gì ạ? Tặng bộ đũi và kèm số điện thoại cho em. Chị mới hồi chiều vừa chốt được hai kính, ok thì nghiêu ạ. Để các chị nhìn cho em ạ. Bộ này hiện tại là nhìn nhà mình còn những size gì? Xanh than này còn XL, nguyên XL, còn cái này có L, XL. Bây giờ ngày mai các chị chọn cho em cái size vừa các chị nhá. Để chờ các chị chọn cho em cái size vừa với. Kính này là 150 chị ơi. Cái hộp của nó đâu chị? Kính cái hộp của Burberry ấy. Rất là đẹp luôn các chị này. Em vừa bóc để đâu rồi? Em để ở dưới chân gương ấy.
Bộ này hôm nay em hoan hỉ các chị nhá. Em còn ít lắm. Em không biết em để đâu luôn. Ngày mai chị nào nhảy lấy thì nhắn tin cho em. Tại vì hình như là cái kính này là em đang định để lại em dùng. Nhưng mà chị nào lấy thì em tặng luôn. Tại vì là chuyến sau thì em sẽ có về. Và em đợi lâu lâu, em đợt này cũng không đi đâu cả. Kính này, à quên, mã này là mã bộ đũi các chị nhá. Em còn lẻ sai luôn. Được chưa, em đang còn lẻ sai. Các chị coi là tặng bộ đũi và kèm số điện thoại cho em ạ. Ngày hôm nay là xin phép những chị nào đã mua trước. Tại vì em hiện tại em nói luôn là em đang còn lẻ sai lẻ số. Và số lượng nó còn ít, nó còn khoảng là 20-30 bộ thôi. Em còn 20-30 bộ thôi ạ. Các chị comment cho là mã gì ạ? Tặng bộ đũi và kèm số điện thoại. Tặng bộ đũi và kèm số điện thoại cho em. Chị ơi có size bộ màu nâu này, à quên màu ghi này, có size gì chị? LXL. LXL á? Được chưa? Em còn size các chị trên 50 cân đến 60 cân đổ về. Hiện tại em còn size từ 50 cân đến 60 cân đổ về em chốt đơn. Chị comment là kính loan đeo đi chị ơi. Để chị ạ, kính loan đeo kèm số điện thoại cho em ạ. Mai chúng nó không biết kính loan đeo mà. Tặng một là cái gì chị? Tối om chả nhìn thấy gì, mọi người vẫn xem bình thường. Do mạng của chị thoát ra vào lại giúp em với. Em chào chị Phương Hảo nhá. Để chị ạ, em tặng các chị bộ này 69.000 đồng. Nhớ là chia sẻ livestream cho em. Ok chưa ạ? Hôm trước chị nào chốt giá cao hơn một tí rồi thì các chị cho em xin một lời xin lỗi. Cho em một lời xin lỗi. Tại vì bọn em còn ít lắm các chị ơi. Chị nào được thì hoan hỉ cho em ạ. Các chị coi là tặng bộ đũi và kèm số điện thoại 69.000 đồng. Đồng hồ em đeo không có bán ạ. Sao đi chị Phương Ảo ơi, chốt đơn hay nhỉ là sao? Là như thế nào hả chị? Đấy chứ ạ. Tặng bộ đũi và kèm số điện thoại cho em 69.000. Vừa đặt hàng loan sáng qua, chiều nãy nhận được rồi. Hàng đẹp, hàng rẻ và đẹp tuyệt. Em cảm ơn chị. Quần đùi như nào ạ? Đây chị ơi, bộ nó là quần đũi như này, bộ đũi như này. Nó là áo cộc, áo quần đùi cho em như thế này các chị này. Và áo như này cho em. Và xa các chị dưới 60 cân đổ về. Được chưa ạ? Xa các chị dưới 60 cân đổ về. Nhanh tay cho em tặng các chị 69.000 nốt. Mấy khi khách chốt đơn là lấy mấy. Em lại không mấy khi dồn đơn đâu. Tại vì đơn nhà em toàn bộ là chốt đơn trong ngày hết chị ơi. Và khách gọi điện nghe máy luôn thì nhà em chốt. Và không nghe máy thì nhà em hủy đơn luôn ạ. Tại vì đơn nhà em nó, nếu mà hôm nay mà để cho khách tồn đơn thì ngày mai chất đống luôn. Không có, không có. Tại vì nhà em bán số lượng. Nhà em bán số lượng và nhà em chỉ chốt đơn trong ngày thôi. Chị mua được hai bộ này rồi mặc đẹp lắm. Em cảm ơn chị Mộc Trà nhá. Được chưa ạ? Và hôm trước chị, các chị mua giá cao hơn đúng không? Bây giờ em tặng các chị nó là 69.000 đồng. Này, Facebook thả cho mình nhớ. Vui quá, vui quá. Hôm nay Facebook nó thả comment cho em rồi. Để chạy Facebook cả comment cho em rồi. Chị ơi đơn kính em chưa chốt mà. Sáng ngày mai nhà em mới chốt đơn chị Phương Hảo nhá. Để chạy em tặng các chị bộ này 69.000. 69.000 đồng. Rồi của một like à? À thế à chị, tại vì là đơn kính thì các bác ơi, đơn của trưa nay nhà em chưa gọi chốt nhá. Sáng ngày mai nhà em mới gọi chốt đơn của trưa hôm nay. Tại vì hôm nay nhà em quá tải đơn. Hôm nay nhà em quá tải đơn hàng. Cho nên là đơn của kính của trưa hôm nay nhà em like ý. Thì sáng ngày mai em sẽ chốt đơn ạ. Được chưa ạ chị ơi? Không phải là nhà em không gọi chốt đơn của trưa hôm nay đâu. Chưa gọi chốt đến ý. Chưa gọi chốt đến. Các chị đấy không ạ? Các chị nhìn cho em này, màu xanh than này các chị này. Màu xanh than này, màu ghi này. Đấy chứ ạ, màu nâu này và màu đen. 69.000 nốt đấy các bác. Đấy chứ ạ, 69k và kèm số điện thoại. Chị ơi cho em xin ít bộ ở ngoài kia nó còn lẻ. Chị mang đây nốt cho em với. Bộ dài hay bộ gì? Cả bộ gì, dài ngắn hay tất mang hết ra đây. 69.000 một bộ. Ok chị ạ, cứ dưới 60 cân đổ về cho em. Dưới 60 cân đổ về cho em. Em chốt đơn hàng các chị yêu nhá, 69.000 đồng. Bộ này chắc là không phải mặc đúng không? Được chưa? Tại vì là bán rẻ quá rồi. Hôm trước là chị mua 119.000 đồng đúng rồi chị ơi, đợt đầu tiên về ấy. Đợt đầu tiên về của nó đủ màu đủ size. Đợt đầu tiên về đủ màu đủ size ạ. À thế là chị Trần Thủy em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Rồi các chị coi là tặng bộ đũi và kèm số điện thoại cho em 69.000 đồng các chị yêu nhá. Thế vào màu đen này nhưng màu đen còn ít lắm. Màu đen có rất là ít luôn các chị yêu. Chia sẻ like cho em với các chị ơi, hôm nay là Facebook nó tha cho em rồi. Facebook nó tha comment rồi, mọi khi là ẩn comment nhưng hôm nay em nhìn thấy comment của các chị rồi ạ. Các chị cho em xin một nút chia sẻ hoan hỉ cho em nhá. 69.000 một bộ. Chị ơi kính em đeo còn đúng một cái lúc nãy có chị nào chốt rồi chị Nhật Bình ơi. Nhiều lắm chị ơi. Không ngày sáng, trưa ngày mai nhà em lên đơn kính tiếp nhá các chị nhá. Với lại trưa hôm nay nhà em chưa chốt đơn. Trưa ngày mai nhà em sẽ lên kính tiếp. Hôm sáng nay vừa về được có 100 kính thôi ạ. Áo cưới Hương Lan chạy vì ý, em nói thật luôn là bây giờ mà like ở trên trang cá nhân góc tương tác. Em nói là trang page và trang page này em lập từ năm 2019 cơ.
Page này em lập lâu rồi, không phải vừa mới lập. Bây giờ là nếu mà Facebook mới lập hoặc là page mới lập bóp tương tác kinh khủng luôn. Nhưng mà page này là page lâu năm của em rồi. Page này em lập từ năm 2019 cơ ạ. Em bán hàng từ năm 2018 17 cơ, 2017. Đấy. Và đến là 2019 em lập cái page này. Còn trang cá nhân của em thì hơn 20.000 lượt theo dõi cơ. Đây là page này em lập được 2 năm rồi. Cho nên là mới có lượt theo dõi như này. Tại vì là em phải cố gắng rất là nhiều, chứ không phải vừa mới lập xong mà có lượt theo dõi đông như thế này các chị nhá. Ok chưa ạ? Em tặng các chị 69.000. Nói chung là cái gì cũng có giá của nó luôn. Để chứ ai mà lập page mới mà cũng có tương tác nhiều thì chắc chắn là ai cũng bán được hàng online, chứ không phải là người ta bán lẻ làm cái gì ạ. Hàng Loan rất đẹp, em cảm ơn chị rồi. Ok chị luôn ạ. Chị ơi, chị ơi cho em xin một bộ dài đi. Bộ dài em tặng gốc các chị yêu. Đấy chứ ạ, bộ dài cho em này. Đây bộ dài nhé, còn nguyên size L. Bộ dài em còn nguyên size L cho các chị từ 50cân đến 55cân. 50cân đến 55cân em tặng các chị nốt 69.000. Không phải tại em xinh, nhiều người xinh lắm. Mà nhiều người người ta gọi là kém xinh nhưng mà người ta vẫn bán hàng có duyên cực kỳ luôn. Đấy là cái duyên bán hàng đấy chị ạ, không phải xinh hay xấu. Không phải xinh hay xấu do là người ta có cái duyên bán hàng đấy chị ạ. Và quan trọng là cái chất lượng của người ta như thế nào. Kể cả có xinh đến mấy nhưng bán hàng kém chất lượng, khách hàng không bao giờ ủng hộ lần thứ 2, lần thứ 3 luôn. Bao nhiêu cân vừa chị ơi, bộ này các chị từ 50 cân đến 55 cân. 50 cân đến 55 cân, các chị đã comment là mã này là mã gì ạ? Mã gì chị? A nhá các chị nhá, lên mã A2 cho em. A2 và kèm số điện thoại trên 69.000 nốt đấy các chị. Và số lượng nó còn ít quá các chị ơi. Màu nâu này, màu xanh than này, màu gì nữa chị? Màu đen còn không? Chủ yếu là còn màu nâu này. À quên, màu ghi với màu xanh than thôi. Còn hai màu đen, màu đấy chứ ạ? Đúng rồi, phải nói là quan trọng là cái chất lượng. Để khách hàng mà giữ được chân khách hàng mới là khó. Đấy chứ ạ? Bán được hàng thì dễ, nhưng mà giữ được chân khách hàng quay lại lần thứ 2, lần thứ 3 mới là khó. Đấy, phải quan trọng là với chất lượng với giá cả luôn. Giá nó rẻ nhưng phải quan trọng là nó phải đẹp. Ok chưa ạ? Còn giá rẻ thì ngoài chợ người ta bán rẻ bèo. Thật sự luôn. 100.000 ba cái áo phông hay 5 cái áo phông người ta vẫn bán được. Nhưng mà nhà em bán các chị 50-60.000 cái áo phông, nhưng ngoại trưởng người ta bán hơn 200.000. Ok chưa? Mã này là mã gì ạ? A2 nhé các chị nhá. A2 và kèm số điện thoại cho em ạ. 69.000 một bộ. Em còn tầm khoảng là hơn 10 bộ thôi. Chị nào được thì hoan hỉ cho em ạ. Em ơi, em nói tí mà nóng thế, hôm nay thời tiết nó lên nỗi nóng đâu. Chị ơi, cái màu ghi của bộ này đâu, cho em sơ cho khách xem với. Chị đang lẩn thần cái gì ở ngoài đấy? Săn ra mã nha em. Không, cái bộ ở chân con canh kia kìa. Cái bộ mà chất lụa Hàn Châu ấy. Đấy, đây đây đây. Chị bốc ở đây cho em rồi. Em tặng khách hàng nốt. Bộ này đã đỗ cho lỗ luôn đi. Cho nó gọn mẫu đi. Để ngày mai khỏi phải bán nữa. Chị quay lại mấy trăm lần rồi. Có khách hàng ủng hộ cho em từ lúc mà em mới bán hàng livestream đến giờ. Mới bán hàng đến giờ luôn. Hàng nhà Loan chị, mẫu đẹp chất đẹp, em cảm ơn chị. Rồi, mã này là mã A2 chứ các chị nhá. A2 và kèm số này, comment đúng mã hàng cho em với. Em chỉ còn size L các chị, 50 cân đến 55 cân. Có điều hòa nhưng mà cái quán em nó rộng. Với lại nhiều quần áo thì nó không thấm ở đâu. Hai điều hòa mà không thấm ở đâu luôn. Nhưng em hai điều hòa mà vẫn gọi là... Chị ơi, bật thêm cái quạt đi. Em nóng quá. Cái thằng Z, lắm. Em nóng mà. Chị cứ thử nói cho em một lúc xem có nóng không. Rồi A3 cho em. Áo chị mặc đi từ từ đã tình yêu. A2 69.000 à? A2 69.000 đồng nốt. Được chưa ạ? Mã này khách hàng lên cho là A3, hàng của Sahana. Được chưa ạ? Toàn bộ dòng công ty cho em. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại các chị này. Các chị yêu lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em, nó đẹp lắm các chị nhá. Em cảm ơn chị Hà Nguyễn ạ. Đây các chị nhìn xem tông màu xanh này. Màu xanh là 1 này. Màu đỏ là 2 này. Được chưa ạ? Màu hồng là 3 này. Màu vàng là 4. Nó sẽ có 4 màu. 5 màu. Ok chị ạ, nó sẽ có vàng đậm với vàng nhạt nhưng mà nó lẻ sai các chị nhá. Bộ này lẻ sai, các chị ngày mai hoan hỉ cho em. Ngày mai hoan hỉ cho em là chọn cho em cái màu vừa đi. Còn màu à quên, chọn cho em cái size vừa đi, còn màu thì không chọn được các chị ạ. Cái gì mà bạn bán cho mình 150 là cái nào hả chị? Các chị đừng so sánh với giá hôm trước với giá hôm nay, tại vì là giá ngày hôm nay là giá thanh lý, tại vì em còn có vài bộ thôi, không còn nhiều các chị nhá. Các chị lên đơn nào cho là A3 và kèm số điện thoại cho em ạ. Em nói đó luôn là em xin lỗi các chị. Tại vì hôm trước ấy, hàng về nó đủ size, đủ số thì giá nó sẽ khác. Còn hôm nay nó chỉ còn một size. Ví dụ như bây giờ nó chỉ còn một size thì giá của nó sẽ khác. Được chưa ạ? Lúc đấy thì mình được chọn màu, chọn size thoải mái. Nhưng bây giờ nó chỉ còn một size, các chị đến 50 cân đến 55 cân thôi. Bộ đùi em, bộ đùi á? Bộ đùi hết sạch rồi chị ơi. Bộ đùi không còn bộ nào.
Mã này các chị coi là A3 cho em ạ. Tặng nốt các chị yêu nhá. Bộ này em nhập sale ấy, sale đã 125.000, cả cước về đây 130. Bây giờ em tặng khách hàng em là 90.000 một bộ. Được chưa? Em tặng khách hàng em là 90.000 đồng một bộ luôn. Khách hàng lên cho là A3 và kèm số điện thoại. Chọn thêm cái size vừa đi các chị. Nó không còn nhiều đâu. Không còn nhiều các chị nhá. A3 lên số điện thoại cho em, các chị mình có đơn hàng toàn bộ dòng công ty. Được chưa? Toàn bộ dòng công ty cho em ạ, dưới 60 cân đổ về em chốt đơn. Đấy, dưới 60 cân đổ về em chốt đơn hàng. Các chị ơi, nó đẹp tuyệt vời luôn. Em cũng chưa biết lúc nào nó có về lại hàng. Không biết lúc nào nó có về lại hàng luôn ý. Chị ơi, La Loma chị nhá. Ok chưa ạ? Đây các chị nhìn này, chất nó mát lạnh luôn. Ok chưa ạ? A3 và kèm số điện thoại, ngày mai chọn size vừa giúp em các chị nhá. Cố gắng cho em với. Tại vì giá này em bán thanh lý em lỗ rồi các chị ạ. Em lỗ rồi. Lãi là lãi mã trước, bây giờ là lỗ ở mã sau các chị này. Coi như bộ này em gọi là bán tặng các chị luôn. Đấy chưa ạ? A3 cách số điện thoại. Chị ơi đừng comment bộ xanh đỏ. Các chị comment là A3 cách số điện thoại cho em nhé. Em chốt đơn theo mã hàng hết ạ. Nhớ để lại số điện thoại cho em có đơn, tại vì em đọc đơn trên máy mà. Các chị nào không có số điện thoại là hệ thống tự động nó hủy đơn ấy. Đấy, các chị nhá, A3 cách số điện thoại cho em qua mẫu này. Còn gì nữa không chị, nhà mình còn gì không? Đây này, ở trong góc góc kia nó còn cái bộ bộ quần đùi, à quần ngố ấy này. Thế chưa ạ? Rồi, xịn sen hoa ơi, comment một lần và đúng số điện thoại cho em là được chị nhá. Em cảm ơn chị Minh Phương ạ. Rồi em lên tiếp một cái bộ này. Bộ hàng của Sahana nhưng mà nó còn ít quá. Bán gọi là cho nó hết gọn luôn nhá, cho nó gọn ghẽ luôn. Chị bốc cho em đi chị ơi, đừng chọn, chị cứ bốc Aloso đây cho em hết đi. Em bán nó nhẹ nhàng lắm các chị ạ, nó nhẹ nhàng như một cơn gió luôn. Nếu mà em đã xả hàng lại xả một phát là hết luôn đấy. Đây các chị này, A4 cho em. Ok chưa, A4 mà kèm số điện thoại cho em này. Các chị nhá, toàn bộ dòng xịn xò luôn. Ai bán được giá này, xin phép là em bán rẻ hơn. Được chưa? Ai bán được rẻ em bán rẻ hơn. Các chị lên đơn hàng cho là A4 ạ. Cái gì đây? Cái gì là chị vừa comment cái gì đây? Cho nó còn trôi nhanh quá em không kịp đọc. Chị ơi đặt ai cặp rồi của cô chiều nay nhận được hàng rồi chị không kịp. Có một cặp thôi hay như thế nào? Cái mai chị điện lại cho em đi, comment nó nhảy nhanh em không đọc được chị ơi. Chị ơi cho em số điện thoại đi, nếu mà gửi thiếu em gửi lại bù chị một cặp nhá. Nếu mà kiểm tra hàng mà thiếu ấy, sợ là lúc nhân viên em chốt đơn hàng thì nó bị sót ấy, bị lẫn ấy, cho nên là khách hàng thông cảm cho em. Với một ngày nhân viên em nó chốt nhiều đơn nên là không thể nào mà làm 10 đơn vẹn cả 10 hoặc 100 đơn vẹn cả 100 đơn được. Nên là những cái đơn nào mà có thiếu sót thì thiếu hàng này hoặc là sai mẫu này, các chị nhắn lại số điện thoại cho em để bên em xử lý đơn hàng luôn cho chị nhá, chị yêu nhá. Cố gắng thông cảm cho em với. Đồ của chị là đẹp, em cảm ơn chị. A4 này các chị cứ dưới 60 cân em chốt đơn. Ok chưa? Cứ dưới 60 cân em tặng nốt các chị 90.000. Ok chưa? 90.000 đồng một bộ. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Các chị nói nó sẽ có hai kiểu nhá. Em giao ngẫu nhiên được chưa? Em giao ngẫu nhiên cho các chị và chỉ chọn được size vừa thôi. Chọn được size vừa cho Loan nhé các chị yêu. Được chưa? 90.000. 90.000 đồng các chị yêu lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em này. Được chưa? Đây em gọi là màu trắng các chị nhá, màu đỏ này. Màu này là màu gì ạ? Màu nâu tây cho em, màu nâu tây này. Đây có màu nâu bò các chị yêu, được chưa ạ? 90.000 đồng. Đây là màu vàng các chị yêu nhá. Màu nâu bò cho em, màu vàng này, màu nâu tây, màu đỏ, màu trắng, 5 màu cho em ạ. A5 cho em. A5 đúng không chị? A4 ạ. Được chưa ạ? A4 em nhầm nhá. A4 bảo kèm số điện thoại cho em ạ, 90.000 đồng. Chất đồ đẹp lắm các chị ạ. Được chưa ạ? Chất đồ đẹp tuyệt vời luôn các chị yêu. Chị ơi cho em xin quần chip đi, chuẩn chip. Bao nhiêu chị hỏi mà hôm nay em nợ đơn của khách hàng. Hôm nay em chỉ về được đúng 50 lố. 50 lố vị trí của nó 500 quần. 500 quần. Chị nào đã nhận được quần chip của em rồi cho em xin một cái feedback. Và ngày hôm nay em về được số lượng. Số lượng thì nó được rẻ hơn một tí. Để chạm quần chip của nó là quần chip cao cao ấy. Để chạm các chị comment mã này là A4 cho em nhé. Nó còn sót tầm khoảng là 20 bộ thôi. Nó còn sót 20 bộ. Chị nào được thì hoan hỉ cho em tặng có các chị 90.000 đồng. Từ từ ấy mặc em bán luôn. Nó chỉ còn màu trắng thôi chị ạ. Có chị nào ở đây đã nhận được quần chip của nhà Loan chưa? Cho em xin một cái feedback nào. Quần chip đen bụng mà nhất là chị nào bụng to mà các chị hay mặc váy. Nhất là các chị mặc váy body. Các chị mặc váy body. Các chị hay bị lộ bụng, các chị mặc cái dòng này cho em. Ok, cho em bán cả lố nhá. Chị nào có đơn hàng thì em test set 5 cái một.
Bình thường em bán 360 nhưng bên ngoại trường người ta bán 600 nghìn đồng cơ. Người ta bán các chị 600 nghìn đồng một lố 10 quần như này. Đấy chưa, các chị comment là chip gen bụng và kèm số điện thoại. Đấy chưa, chip gen bụng và kèm số điện thoại cho em. Đặt dầu gội muốn thấy gọi chị Nguyễn Hà cho em xin số điện thoại của chị đi ạ. Bảo Vi Thắng ơi, kính nhà em trương à, sáng ngày mai nhà em gọi chốt đơn. Ok chưa, các 3.000 cho em này. Có chị nào ở đây đã nhận được quần này của nhà em Loan chưa? Em bán làm bao nhiêu đợt rồi ý? Thực sự luôn, em bán rất là nhiều đợt rồi. Khách hàng ơi, hôm nay em tặng các chị 330.000 một lố 10 quần. Các chị mua lẻ bên ngoài là 60.000 một cái, 60.000 một lố đúng không ạ? 60.000 một cái, 60.000 một lố 10 quần cho em. Ngày hôm nay các chị ơi, em tặng trên livestream các chị là bao nhiêu tiền ạ? 330.000. Dưới 60 cân đổ về em chốt đơn. Em ơi, mặc nó nhẹ tênh, nó mát lịm luôn. Quần rất ok đúng không? Em về cũng biết bao nhiêu chuyến mà không đủ chia cho khách hàng luôn ý. Không đủ chia cho khách. Đấy chưa ạ? Xịn xò luôn khách hàng nhé. Các chị nhìn những cái trang chạy quảng cáo ấy, người ta bán các chị là 600 nghìn đồng 10 cái quần. Nhà em bán cho các chị 330. Các chị được mua rẻ hơn 170.000. 170.000 là cả một vấn đề luôn. Thực sự luôn các chị này. Em giao màu ngẫu nhiên, các chị comment là chip gen bụng và kèm số điện thoại. Chip gen bụng và kèm số điện thoại cho em. Các chị nhá, cặp của nó sẽ là cặp bản to 5 phân. 5 chiếc có bán chị ơi, nhà em tách set 5 cái. Để chạm 330.000 chia cho 5 cái đi. Là 165.000, 165.000 5 cái. Nói chung là chị em mình đằng nào cũng mặc. Nhận được áo đá rồi, đẹp lắm em ơi, em cảm ơn chị. Đấy chưa? Hôm nay cái mẫu này em chỉ về được đúng 30 lố thôi. Mẫu này em về được 30 lố. Ok chưa ạ? Giao màu ngẫu nhiên các chị yêu nhá. Nói chung là em sẽ là, nếu mà các chị nào lấy 10 cái thì nó sẽ là cả 10 như này, cả một lố như này. Nếu mà chị nào lấy 5 cái thì em sẽ là tách set của nó ngẫu nhiên. Áo chip ngày hôm nay em chưa về được à? Ok chưa ạ? Chip gen bụng và kèm số điện thoại dùng không sướng, không lấy tiền luôn. Em đề luôn, nếu mà tất cả các đơn hàng ấy, quần chip thì em ít khi bị bom lắm. Có khi là 100 đơn chỉ có một đơn bom là không nghe máy thôi. Còn đa số các chị được hàng là các chị ưng cái quần này. Quần này gọi là em bán rất là nhiều. Em về không biết bao nhiêu đợt ý. 5 quần chóp, ôi 5 quần chip. Đấy chứ ạ, quần chip cho em ạ, quần chip gen bụng các chị nhá. Ok chưa ạ, cứ dưới 60 cân đổ về các chị mặc vừa và trên 40 cân đổ lên. Trên 40 chị Bảo Vi Thắng lên số điện thoại cho em ạ. Bảo Vi Thắng lên số điện thoại cho em Loan nhá. 10 cái 330 đúng không? Một lố của nó sẽ có 10 cái. Đấy chưa ạ? Bây giờ em lên các chị một cái loại thứ hai. Hôm nay nó về mấy loại mà chị? Hai loại đấy thôi. Đấy. Hai đâu mà hai loại. Đây là các chị comment là chip gen thôi. Chả xem được gì tối om á. Các chị ơi, các chị có xem rõ không ạ? Đấy. Còn đây là loại chip gen. Các chị có thể lấy 5 cái chip gen bụng và 5 cái chip gen cho em. Các chị comment là chip xịn cho em ạ. Còn này coi các chị comment là chip xịn cho nó khác nhá các chị nhá. Chip xịn và kèm số điện thoại cho em. Các chị nhìn cho em cái gen nhà em nó mềm. Được chưa ạ? Nhà em không bán cái loại rẻ đâu. Cái loại rẻ cái gen nó rất là cứng. Các chị mặc, em nói thật luôn, nói thô như thật. Mặc ngứa lắm, không mặc được. Mặc ngứa không mặc được. Các chị mặc cái loại này cho em. Đấy ạ, sờ nó mềm nó mát như này cơ mà. Nhà em không bán loại rẻ. Em nói thẳng luôn, nhà em không bán loại rẻ. Hôm mình lấy mà cái gì ạ? Rồi ôi, các chị comment là mã này là mã gì ạ? Chip xịn cho em đi. Em cảm ơn chị Tiên Thanh. Đấy chạm, mã này các chị comment là chip xịn mà kèm số điện thoại cho em này. Dưới 60 cân đổ về, các chị yêu nhắc, dưới 60 cân đổ về. Mặc mát mềm, thích lắm, em cảm ơn chị. Rồi ôi, hôm trước đặt cả chục mà không còn đúng không? Đấy, hết hàng mà chị, gội gội tím ok chị luôn ạ. Các chị nhìn cho em này, màu toàn màu đẹp thôi. Màu nó toàn màu đẹp thôi, các chị comment là mã hàng kia là chip xịn cho em ạ. 320.000 đồng một lố 10 quần. 320.000 đồng một lố 10 quần cho em, nó phê đét luôn. Eo ôi các chị này, nó phê dã man luôn ạ, nó mát, nó mềm. Các chị nhá, chip xịn, cách số điện thoại cho em 320.000 đồng một lố 10 quần. Ok chưa ạ, 320.000 đồng một lố 10 quần cho em. Đấy các chị nhá, chip xịn cho em ạ. Mã này thì về có 20 lố. Em về được có đúng 20 lố thôi ạ. Chip xịn cho em nhá các chị yêu. Chip này chị mua rồi, mặc mát mềm rồi. Ôi gọi là mát, mát rười rượi luôn. Đấy, chị em mình mặc nó thoải mái. Nói chung là đẹp là phải đẹp từ trong ra ngoài. Đừng có tham rẻ. Mua cái loại rẻ không mặc được đâu. Ngứa, dặm, khó chịu. Form bé tí. Nếu mà form to thì nó dão rìu rèo ra không mặc được.
Được chưa? Chị em đã đẹp là đẹp từ trong ra ngoài luôn các chị ơi. Lên đơn hàng cho là chip xịn nha các chị nhá, 320.000 đồng. Em gọi là chuyên săn hàng xịn sò. Được chưa? Các chị mua ngoài người ta bán lẻ các chị 60.000 một cái cơ. Các chị nhìn cho em này, toàn bộ dòng cao cấp cho em. Được chưa? Chip xịn cho em ạ. Các chị lấy 5 cái chip gen, 5 cái chip xịn cho em là ok. Đấy các chị nhá. Còn con này là 320.000 một lố 10 quần. Toàn màu đẹp thôi ạ. Toàn màu đẹp, nó không có màu nào sáng quá các chị ơi. Các chị ơi nhìn cho em này, toàn màu đẹp xịn sò như này luôn. Các chị lên đơn nào cho là chip xịn và kèm số điện thoại nhá. 320.000 một lố 10 quần thôi qua mẫu này. Tại vì hôm nay có về được đúng 20 lố thôi ạ. Em đặt mãi tại vì mã này toàn bộ cháy hàng. Đấy chưa, đang bị cháy hàng. Rồi áo em mặc các chị hỏi đúng nãy giờ. Mã này khách hàng lên cho em là mã A3 cho em các chị yêu. A3 rồi, A4 rồi. À, alo, A5 nhá các chị nhá. A5. Em nhầm, con này là các chị con này A5 mà kèm số điện thoại ạ. A5 kèm số điện thoại cho em. Áo đá các chị yêu. Chị Hà Thanh có, chị Hiền Lưu, hôm nay em sướng quá. Tại vì là comment em vừa bị thả, được thả. Hôm qua nó ẩn comment nó không nhìn thấy, nhưng hôm nay nhìn thấy comment của các chị rồi. Gọi là mừng rớt nước mắt luôn. Em ngại nhất là lúc mà livestream nó bị ẩn comment ấy. Các chị hỏi xong là không trả lời được, các chị tưởng là mình đọc comment các chị mình không trả lời. Chị Ánh Ngô đặt hàng không thấy gọi em ơi, sao lại không thể gọi chị? Đặt hàng gì chị ơi, đêm trưa này em có chưa gọi tí nào đâu. Chị Nguyễn Mậu ok chị luôn ạ. Áo này các chị comment cho là áo A6 á. A5. A5 em có size L, XL các chị yêu nhá. Từ 40 cân đến 58 cân đổ về. 40 cân đến 58 cân đổ về em chốt đơn à. Chị nào đấy chip xịn lấy tranh tay cho em. Dịch dã này là không có hàng mà lấy. Toàn bộ hàng này hàng cao cấp cho em. Quần đùi á. Tí em xem còn mã nào lẻ thì em xem. Đấy chứ ạ. Tí em xem còn mã nào lẻ thì em xem nốt. 40 đến 58 cân đổ về em chốt đơn mã này. 99.000 đồng. Ok cho em bảo rồi, chỗ nào bán rẻ em bán rẻ hơn con này. Tại vì em đang bị bán phá giá. Em đang bị phá giá con này. Được chưa ạ? Em chốt luôn khách hàng em là 99.000 đồng. 99.000 đồng. Ok chưa? Em còn màu trắng. Các chị 40 cân 58 cân các chị lên đơn hàng cho em ạ. Hôm qua không thấy mua không thấy điện á. Trời ơi, hôm qua bị ẩn comment mà tình yêu. Các chị cố gắng comment đúng cái số điện thoại cho em với. Đúng số điện thoại và các chị nếu mà các chị mua hàng các chị nhớ A5 57 cân có bằng vừa XL chị nhá, nó sẽ có hai size là size L và size XL. Nó sẽ có hai size là size L XL luôn ạ. 99.000 đồng. Ok chưa ạ? A5 chị Thùy Ly Trần ơi, A5 cho em. Em còn sót một cọc này các chị này. Em tại nốt khách hàng em là 99.000 đồng một áo. Gọi là cắt mã luôn các chị yêu nhá, sale cắt mẫu luôn ạ, 99.000 đồng. Chị Hồng Hạnh có, Thùy Ly Trần ok thì em chốt đơn à. Các bạn nhìn này. Đấy chứ, các chị đang mua dòng áo này em đang bán là 175.000. Em đang bán giá 175.000. Bây giờ sell nốt các chị 99.000 đồng. Chị yêu là nhanh tay có đơn. Thủy Phạm ok chị luôn ạ. A5 cho em nhé các chị nhé. Chị ơi A5 này form này dáng ôm chị ơi. 57-58 cân đổ về. Dáng này dáng ôm cho em. Bộ đồ nhà Loan. Khỏi phải chê đúng không? Chỉ sợ hết tiền thôi. Em cảm ơn tình yêu. Đấy chứ các chị cứ trên 40 cân đến 58 cân đổ về em chỗ đơn. Dồn lên lúc trưa em chốt kính đúng không? Rồi ok, đơn kính chưa chốt thì ngày hôm nay buổi tối hôm nay các chị có thể dồn đơn buổi trưa ngày hôm nay được các chị nhá. Có thể dồn đơn buổi trưa ngày hôm nay được. Đấy, mã này đang bon hôm trước là bị cắt điện đây này. Các chị, bây giờ mới còn hàng các chị nhá. Bây giờ em sell 99.000 đồng là một phát hết luôn ý. Hàng em đang bán 175.000. Em đang bán 175.000, bây giờ em tặng các chị có 99.000 đồng một áo. Ai nhập được giá này? Em nói thật luôn, không ai nhập được cái giá 99.000 đồng một con áo hàng Quảng Châu cho em. Các bạn nhìn xem cái túi của nó này. Đấy chứ ạ, toàn bộ hàng cao cấp và các chị giặt thoải mái cho nên nó không bị bong đá. Giặt thoải mái cho nên không bong đá luôn. Ok chưa ạ, 99.000 đồng. Qua mẫu chị ơi, hết hàng. Qua mẫu luôn. Chốt rồi dồn đơn không được chị ơi. Nếu mà chốt đơn rồi mà đi đơn rồi thì không dồn được đơn ạ. Chị Thanh Ngầm Nguyễn ok chị luôn ạ. A5 mà kèm số điện thoại cho em ạ. Tình yêu nào lên A6 em còn vài cái này. Các chị dồn đơn luôn con này nhá. Chị em nhà em chỉ dồn đơn cho một like thôi. Tại vì lý do thế này này. Đợt trước em cũng cho dồn đơn trong khoảng là 2-3 like ấy. Nhưng có một số chị ấy, có thể là cái like trước em còn hàng nhiều. Em về đủ size, em về đủ số. Em bán giá khác. Em có thể bán cao hơn 20.000 đồng. Nhưng mà đến cái live hôm sau nữa em chỉ còn 5-10 bộ thôi. Em giảm xuống cho nó cắt mẫu.
và các chị là đòi tính cái giá như cái buổi live của hôm sau. Thế cho nên là em không dồn đơn, các chị thông cảm ạ. Các chị thông cảm. Tại vì bình thường em đã bán rẻ rồi. Với lại em nói luôn trên livestream là nhà em không miễn phí ship. Chị nào mua được thì mua, không mua được thì xin phép các chị, tại vì nhà em bán rẻ rồi. Nếu cái gì mà miễn phí ship ấy thì toàn bộ cái sản phẩm người ta sẽ là cộng vào cái đơn hàng hết. Chứ không ai người ta bán được lại 20.000 mà các chị người ta miễn phí ship cho các chị 30.000 đồng. Ok chưa, các chị thử nghĩ xem em nói có đúng không ạ? Ví dụ em áo em đang bán các chị này, em đang bán là 100.000 một cái, nhưng người ta bán 150.000 chẳng hạn. Nếu các chị mua nhiều người ta miễn phí ship thoải mái luôn, tại vì người ta lãi nhiều. Nhưng mà em lãi ít lắm. Em lãi ít, nhưng mà em bán được nhiều, cho nên em không miễn phí ship. Ok chưa ạ? Phí ship toàn quốc đồng giá là 30.000 các chị nhá. Các chị xem em nói có đúng không ạ? Có quần giả váy không, em hết hàng rồi chị ơi. Em hết sạch rồi. Mã này khách hàng ghi lên cho là A6 ạ. 100.000 một cái. 99.000 cho đẹp các chị nhá. Số 99 cho đẹp đi ạ. A6 ạ. Quần thổ 2 vừa về à em ơi. Làm gì có về, em vẫn đang bán thổ 2 bình thường mà chị. Thổ 2 em vẫn đang bán mà chị yêu. A6. Còn size gì đây? Còn size L à? Size L. Em còn nguyên size L. Chốt đơn các chị 52 cân đổ về và trên 40 cân đổ lên. Đấy chứ ạ, 40 cân đến 52 cân đổ về em chốt đơn à. 99.000 đồng, chị nào nhanh tay em còn đúng 5 hay 6 cái gì đấy, 5 6 cái. Còn không đến thì như còn 5 chiếc thôi các chị nhá. A6 cho em ạ. Em nói luôn là nếu mà không phải dịch chị em mình không được mua giá này luôn. Người ta được mở cửa, người ta bán lẻ. Và đầu ra buôn nói chung là nếu như cửa hàng bán lẻ người ta không bán được thì tất cả các đầu buôn người ta cũng chậm. Có chị hôm nay nói thật luôn là có nhiều chị hỏi câu hỏi là em ơi nhà em có miễn ship không? Thì các chị nghĩ sao mà áo em đang giảm xuống 70.000, 80.000 mà bình thường em bán là trên 200.000 hoặc là 178.000 mà em bị phí ship. Tề luôn là những cái câu hỏi đấy em cảm thấy rất buồn luôn, không hiểu các chị nghĩ gì. Em bán hàng 3 năm nay luôn trên livestream chưa bao giờ em bị phí ship cho khách hàng luôn. Tại vì là em bán quá rẻ rồi. Những cái áo em đang bán 99.000 đồng như này, ngoại trừ người ta bán hơn 200.000 cơ. Nếu mà các chị được mua giá như thế thì các chị thích ship bao nhiêu miễn ship em miễn ship luôn. Được chưa ạ? Các chị thích miễn ship bán ship miễn ship luôn ạ. À thế ạ, XL hơi hiếm đúng không? Tại vì bây giờ nhà em gần như là hết hàng rồi chị ạ. Mã này là em nhận được sale thôi. Được chưa ạ? Em tặng các chị giá 99.000 đồng. Tới qua đặt hàng thấy gọi điện nó bị sót đơn tình yêu ạ. Đơn kính buổi trưa hôm nay, nếu mà chưa chốt đơn thì các chị dồn được thêm buổi tối này được chị nhá. Dồn được live buổi tối ngày hôm nay được. Đấy, đấy là cái lợi thế. Nếu mà nhà em chưa chốt đơn thì các chị dồn đơn được hết đấy chị nhá. Trưa nay các chị chốt đơn kính, tối ngày hôm nay các chị chốt đơn quần áo. Sáng ngày mai nhân viên em chốt đơn, các chị bảo là em ơi cho chị dồn cả live của trưa hôm qua. Là các bạn dồn đơn được cho các chị nhá. Chị Lệ Nguyễn ok, chị Lê Nhi ok chốt đơn. Rồi em qua mẫu này. Không có cổ luôn. Được chưa? Các chị đang mua những cái dòng này bên ngoài bao nhiêu tiền? Các chị đang mua bên ngoài bao nhiêu tiền ạ? Các chị comment mã hàng cho em ạ. A7 A7 cho em nhé. Đấy là em nói luôn, những chị mà có thể là khách mới, các chị chưa biết thì em nói luôn là nhà em không bị phí ship đâu. Nhà em không bị phí ship. Nếu mà đã mặc đẹp rồi, mua rẻ rồi, tiếc gì cái tiền ship đúng không ạ? Các chị ạ. À trắng em mặc đầu lai là mã gì chị ơi? A5 áo trắng em mặc đầu livestream là A5 á. Rồi ok, áo trắng em mặc đầu livestream là A5. Áo con á. Áo con thì em đang hết sạch chị ơi, chưa nhập được mã nào chị ạ. Đợt này nhập hàng khó lắm, không là không có hàng. Các chị có bên là A6 á. A7. A7 các chị nhá, em nhầm, con này là A7 cho em. Nó có đen này. Đen đỏ bao nhiêu? Đen đỏ cái gì nữa nhỉ? Không có cổ. Dạ, mã hàng không có cổ cho em. A7 trên màu đỏ này. A7 trên màu đen ạ. Ok chưa? A7 trên màu hồng này. Có xanh tham không? Trắng này, trắng nữa này. A7 màu trắng. Đúng rồi. Đã đẹp, rẻ rồi thì không có miễn ship nữa chị ạ. Nếu các chị thích miễn ship em bán cộng lãi, tầm cộng mỗi con áo tầm khoảng là 40-50.000 một con đi. Ví dụ áo em đang bán là 100.000 chẳng hạn, em cộng là 150.000 đi ạ. Các chị thích miễn ship em vẫn được lãi.
Nhưng mà không có chuyện mà em được lại các chị 5, 10, 15 nghìn cái áo mà em lại miễn phí cho các chị 30 nghìn đồng. Bán như, buôn như thế là buôn ngược. Buôn như thế là buôn ngược. Đúng không ạ? Đó nhá, em bán hà. Đấy chưa? Nói chung là khách hàng em nếu mà các chị mua quen rồi thì không phải nói làm gì, trừ khi khách lạ thôi, có thể là người ta không biết. Rồi A7 cho em ạ. Bây giờ em chỉ còn size M và size L thôi. Các chị nhá, em chỉ còn size M và size L. Cho được các chị 40 cân đến khoảng 56, 57 cân đổ về. 40 cân đến 56, 57 cân đổ về em chốt đơn hàng. Các chị nhìn bảng màu cho em ạ. Các chị nhìn bảng màu cho em này. Em tặng các chị giá 130.000 nốt các chị nhá, 130.000. Hàng em đang bán là 185.000. Ngoài người ta bán những cái hàng không hãng các chị này. Toàn bộ dòng trên 300. Toàn bộ các chị đang mua lẻ với một cái áo này trên 300.000. Chị ơi tí xem lại like nhé, em không lại em đã qua mẫu rồi em không lên lại đâu, tại vì là khách hàng toàn bộ là các chị đang muốn dồn đơn. Mà bây giờ em cứ like đi like lại một mẫu là khách hàng sẽ chán và khách hàng thoát ra ngoài. Khách hàng không xem nữa. Nếu mà các chị nào muốn xem lại mã thì tí nữa lúc nào tắt like ý, thì các chị vào xem lại like giúp em chị nhá. Chị vừa mua nước gì cho em đây? Không mua gì đâu, một tí đâu có nhà đâu. Có mà. Hỏi mai thế đâu. Bây giờ ơi. Được chưa? A7 cho em 130.000. Các chị nhìn cho em áo này. Được chưa? Chất nó mát lạnh luôn. Được chưa? Chất mát lạnh luôn nhá. Các chị nhìn này. Được chưa? A7 vào kèm số điện thoại cho em. Nó sẽ có cả size M và size L, 40 cân đến 57 cân ạ. 40 cân đến 57 cân đổ về em chốt đơn. Cái này là không ạ? Tiếp có chữ cho em rất là đẹp ạ. Chị hàng chuẩn ok chị luôn ạ. Nếu như em bán hàng xấu ấy, chất nó đều ấy, thì không bao giờ khách hàng em là ủng hộ cho em là gọi là like nào cũng gần như kiểu có hàng. Xíu tắt like đặt lại được không? Chị ơi nếu mà sau like ấy, các chị có thể là hôm sau các chị gọi điện cho em nhân viên nhà em để chốt đơn. Chứ còn khi mà em tắt like là em sẽ in đơn luôn và em sẽ là không chốt đơn của sau like nữa. Các chị nhá, các chị có thể gọi điện trực tiếp để chốt đơn luôn. Đấy, chị Minh Yên ok chị luôn ạ, chị Nguyễn Huệ ok chị luôn ạ. Mã này khách hàng lên cho là A7 và kèm số điện thoại. Ok, cho các chị nhìn chân tông màu trắng này. A7 lên đơn hàng cho em 130.000. 130.000 đồng một áo. Chất của nó toàn bộ chất cốt tông lạnh. Chị Huệ chân ok, chị Nguyễn Huệ ok, chị Phạm Nhàn ok, chốt đơn hàng này. A7 cho em 130.000. Nói chung là chị nào đã mua rồi, các chị biết là giá cũ em bán thế nào. Bây giờ giá sale là các bác cứ việc chốt thôi. Nó rẻ quá mà. Đấy chạy, nó rẻ quá. 130.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Không có chữ nhiều lắm chị Thủy Phạm ơi, tí em lên sau. Chị Hoa Hồng Xanh ok chị yêu. Để chạy A7 lên đơn hàng cho em màu đỏ các chị này. A7 cho em màu đỏ ạ, 4 màu cho em. Để chạy hồng, đen, đỏ và màu gì ạ, màu trắng. Hồng, đen, đỏ, trắng ạ. Và kèm số điện thoại cho em. Chào chị Trang Trần nhá. Em chào tình yêu Hoàng Nguyễn ok, Trần Thị Mến ok, chốt đơn em qua mẫu này. Các bác nào không thích thì các bác lấy con này cho em. Mã này cũng còn size M với size L màu đen. Đấy chứ là em còn size M với size L của màu đen. Các chị comment cho là mã A8 ạ. Tại vì em vẫn được rẻ, em bán hàng bao nhiêu năm nay rồi. Nên các chị yên tâm luôn. Các chị nhá, các chị yên tâm luôn. Chứ khi chị nào chưa biết thì các chị mới hỏi em có mình gì ship không thôi. Còn khách hàng em đã mua bao nhiêu năm nay rồi, khách hàng biết là em bán giá nó rất là rẻ. Đấy chứ ạ, chuyên về hàng xịn sò luôn như này. Các chị nhìn cho em này. Ngày hôm nay hoan hỉ luôn, 130.000. Các chị yêu nhá, A8 cho em. A8 bằng cách số điện thoại ạ. Màu đen em còn sẽ có size M và size L. Khi nào không thích chữ các chị lấy con này cho em. Đấy chứ ạ, các chị yêu lên đơn hàng cho là A8 ạ. A8 màu gel chỉ còn size M thôi. Size M chốt cho các chị 50-51 cân đổ về. Màu đen thì còn size M với size L. Chốt các chị 57 cân đổ về. Ok chị ạ, các chị yêu lên đơn. Trời ơi, cặp dầu gội đầu gội thích lắm em ạ. Em cảm ơn chị. Em bảo rồi, em đã bán là phải bán hàng xịn, hàng chuẩn cho các chị. Chứ em không nhập cái hàng loại 2, loại 3 về em bán cho các chị đâu. Các chị nhá. Tí em lên dầu gội luôn, collagen. Em bảo rồi, em dùng cái gì em bán cho các chị cái đấy. Cảm thấy ok mới bán. Em bán ít nhưng em bán chất là được, chứ không bán tràn lan nhiều sản phẩm. Đấy, A8 cho em này, 130.000 đồng. Các chị nhá, A8 130.000. Có cả màu rêu nhưng màu rêu chỉ còn size M thôi, không còn size to nữa các chị ạ. Cái này nó cũng ngang với giá tiền của hàng xưởng thôi ạ. Hàng may gia công ý, hàng Việt Nam ý. Nhưng mà để mà giá chính phẩm của nó sẽ là hàng của nó là hàng 280-300.000 các chị.
giá chính phẩm của nó là hàng 280-300 nghìn. Chị ơi, màu xanh không còn size L đâu. Em báo luôn khách hàng là chỉ còn màu đen là còn size M và size L. Màu xanh thì chỉ, màu xanh gel ấy, nó chỉ còn size M thôi ạ. Cũng như cái mã này nó có hồng này. Ôi, toàn hàng đẹp thôi nhưng mà kiểu nó lẻ size rồi các chị. Các chị nhá, màu hồng cái này. Có cả màu hồng luôn. A8 ạ, A8 cách số điện thoại cho em. Có chị yêu nào ở đây đã nhận được dầu gội gì em rồi cho em xin một cái phản hồi rồi. Em xin phép ghi bình luận của chị nhá. Đấy chị ạ, A8 cho em. Chị nào lấy dồn đơn cho em dầu gội này các chị này. Dầu gội collagen ạ. Dầu gội collagen mà kèm số điện thoại cho em. Đấy chị ạ, cam kết cho các chị là hàng chính hãng. Cam kết hàng chính hãng. Đấy chị ạ, các chị lên đơn hàng cho là dầu gội collagen mà kèm số điện thoại cho em. Đấy chị ạ, tem chống giả này các chị này. Có mã vạch này các chị yêu. Đấy chị ạ, các về các chị xuất mã vạch cho em lên mã vạch xanh là hàng chuẩn các chị. Ok chị ạ, collagen trên là 250 một cặp. Các chị comment cho là mã gì ạ? Dầu gội collagen mà kèm số điện thoại cho em 250.000 đồng. Giá ngoại trường người ta vẫn đang bán. Nếu mà để bán lẻ một cặp ý, người ta bán cho các chị tầm khoảng là 300.000 là rẻ. 300 đến 350. Dùng nó thơm, nó mềm. Để chị ạ, cung cấp độ ẩm cho các chị. Và nhất là chị nào đang bị là khô sơ tóc ấy, dầu gội này thích lắm em ạ. Rồi em cảm ơn chị. Đấy các chị nhá, dầu gội rất ok, em cảm ơn tình yêu. Đấy là các chị đã mua nhà em rồi đúng không ạ? Các chị cho em xin một cái phản hồi. Được chưa? Các chị gội như thế nào, các chị trên xin phản hồi để lấy động lực cho các chị mua sau và chưa mua nhà em ạ. Chưa mua hàng này nhà em. Các chị lấy đơn dầu gội này, các chị lấy quần áo này, tất cả các đơn hàng nhà em ấy đồng giá là 30.000 ship. Mặc dù bình thường ấy, nếu mà để mà ship một cặp dầu gội này các chị phải đâu khoảng tầm là 45.000 tiền ship. Nếu mà ship vào tỉnh miền trong miền Nam ấy 45-50.000 tiền cước, tại vì cái này rất là nặng. Hai cái chai dầu gội này là 2 cân. Được chưa ạ? Tại vì mỗi một chai nó là 1.000 ml cơ. Các chị dùng rất là lâu, nếu mà để một mình các chị dùng rất là lâu luôn. Cả gia đình mình, nhà nào đông người thì em không nói. Nhưng mà nếu mà để một mình chị em mình dùng ấy, dùng lâu lắm. Em dùng phải đến 5 tháng rồi. Phải đến 5-6 tháng cơ. Đấy ạ. Dầu gội này thích lắm. Em đang gội rồi thì em mới bán. Và em nói chung là em đã tin tưởng một cái người gọi là thường xuyên bán mỹ phẩm cho em ý. Bán dầu gội, bán mỹ phẩm cho em ý. Tại vì là chị chuyên về hàng xịn ý. Đấy chứ ạ. Mình mua ít nhưng mà mua hàng chất lượng. Không cần phải mua nhiều đúng không ạ? Dầu gội này bao giờ dùng hết mới mua. Nhưng không như quần áo. Quần áo này nay thích mẫu này, mai thích mẫu kia. Nhưng mà dầu gội này các chị dùng được nửa năm, 5 tháng đến nửa năm luôn các chị nhá, mà có 250. Dầu gội nhà Loan dùng ok lắm, em cảm ơn chị. Đấy chứ ạ, toàn bộ khách hàng quen nhà em thôi. Tại vì em bán ở trang cá nhân thì em chủ yếu là khách hàng quen. Trừ khi các chị khách hàng em, các chị chia sẻ live stream ra ngoài thì có thể là có khách hàng lạ vào xem thôi. Đấy, còn trang cá nhân thì em chủ yếu là bán cho là người nhà này, hàng xóm, anh em hàng xóm này. Xong là các chị khách quen thì em đã ủng hộ cho em rất là lâu rồi ấy. Khách hàng lâu năm. Các chị nhà áo em mặc là mã A8 đúng không? Áo em mặc là A8. Cặp dầu gội là 250. Chị nào ngày mai lấy dầu gội các chị lên đơn nhé các chị yêu nhá. Dầu gội collagen ạ. Dầu gội collagen mà kèm số điện thoại cho em. Mình bảo từ cái gì? Mình bảo từ hôm gì? Comment làm sao em chả đọc được đây. Comment cái gì đây? Em cứ bật vào là nó lại cứ nhảy lên. Mình bảo từ hôm đầu là dầu gội này dùng, mình dùng 4 năm rồi là đỉnh của đỉnh đúng không? Đấy, hôm đợt vừa rồi em mới dùng thử. Em dùng thử phải dùng là 3 tháng. Tại vì em sinh xong ý. Em sinh xong rồi em rụng tóc nhiều lắm. Xong là có nghĩa là mỗi lần chải đầu ý. Mỗi lần chải đầu là cứ một nắm tóc ấy này. Mẹ chồng bảo không biết là con này nó bị bệnh gì sao ấy. Làm sao mà nó rụng nhiều tóc thế. Thì em mới đi khám. Thì người ta bảo là nó thay đổi những tiết tố ấy. Nó thay đổi những tố, nội tiết tố. Tại vì là khi mình sinh xong ấy, nói chung là rất là nhiều vấn đề. Đấy chứ ạ. Thứ nhất là em hay thức khuya là một này. Thức khuya. Xong là làm việc nó áp lực. Xong lại con nhỏ nữa. Xong là em lại dùng nhiều hóa chất. Có nghĩa là cái tóc của em ấy là tóc xoăn. Cơ bản của em là tóc xoăn chứ không phải là tóc thẳng như này đâu. Tóc em xoăn lắm, xoăn tự nhiên mà. Và cách mấy tháng là em lại phải ép chân một lần. Có nghĩa là tóc nó mọc ra là em lại phải ép chân. Chứ không là nếu mà xoăn là xoăn hẳn. Chứ không cứ kiểu là tóc kiểu bò liếm hay chị này. Mỗi lần là ép chân là phải dùng hóa chất đúng không ạ? Tóc nó khô lắm, nó sơ, xong nó trẻ.
vào có một cái anh mà anh ấy làm tóc cho em, anh bảo là em dùng thử cái loại này xem, tại vì là cái loại dùng rất là tốt mà giá nó vừa tiền đấy. Em không không khuyên, em cũng bảo là các chị dùng cái loại dầu mấy triệu một cặp, tại vì là không có nghĩa là không phải ai cũng có là có tài chính để mua cái loại dầu gội đấy, nhưng mà cái loại dầu gội này nó vừa rẻ được chưa, lại vừa chất lượng các chị nhá. Nói chung là chị nào đã mua rồi các chị biết về chất lượng của nó rồi, chị nào đã dùng mấy năm rồi các chị biết đấy, em chỉ nói thế thôi. Còn chị nào mà thích mua loại rẻ hơn thì nhà em không bán, em chỉ bán đúng một loại là dầu gội collagen 250, ok chưa ạ, bán đúng bằng nhà phân phối người ta giao. Em bán theo kiểu số lượng của nó là mỗi lần em về mấy trăm cặp ý, thì em được cắt số lượng. Em nói thẳng luôn, em được cắt 20.000 một cặp. Ok chưa ạ? Trừ băng dính túi bóng, nhân viên gói, em được lãi các chị 10.000 một cặp. Đấy. Nhưng mà em bán được số lượng nhiều lắm. Một buổi live em bán được mấy trăm cặp dầu gội cơ. Em đã có lãi rồi. Đấy là chưa kể các đơn quần áo. Để em chia sẻ cho các chị đấy. Em bán được nhiều. Không cần phải lãi cao. Đúng ạ, người ta bán lãi cửa hàng, ở lãi cửa hàng các chị được lãi rồi khoảng là 50, 80, 100 nghìn một cặp dầu gội. Nhưng buổi live stream của em gọi là em chấp các chị khách lẻ cả tháng rồi, bán chưa chắc đã bằng một buổi live của em luôn. Về hôm nay chuyến thứ tư rồi dầu gội. Toàn khách chị, các chị giặt thôi ạ. Phụ nữ đúng rồi, nói chung là kể cả cái gì cũng thế, kể cả cái làn da của mình cũng phải cung cấp collagen. Đấy, khi mà đến một cái độ tuổi mà lão hóa đúng không? Trên 30 tuổi, phụ nữ mà trên 30 tuổi là nếu mà không chăm sóc tốt là cái da của mình nhanh xuống cực kỳ luôn. Nhất là cái làn da này, để cho cái mái tóc của mình. Dầu collagen là tốt nhất các chị ạ. Các chị cứ thử nên dùng cái dầu gội này mà xem. Đấy, em nói chung là em dùng cái nào cảm thấy ok là em chia sẻ với chị em mình thôi. Áo em mặc là bao nhiêu tiền? Chị Z à? Thế một ổ sao tự nhiên nổi cái ông thế? Không phải đâu, tại vì hôm nay em nóng, em nói nhiều, nói chung là nói nhiều lúc là nóng người mà. Vừa điều ngoài vừa quạt chết. Mặt áo này em còn A8 luôn, rồi A8 có màu rêu các chị nhá, cho em bán quần áo nữa. Nên chị nào ngày mai có lấy thêm dầu gội thì các chị bảo nhân viên, thấy chưa? Hoặc lấy lên số điện thoại luôn trên livestream này ạ. Đây là màu rêu cho em này, màu hồng em còn ít các chị nhá. Màu hồng cho em, yêu là lấy comment là mã hàng A8 của màu hồng. Biết thế hôm sale 99 mua luôn chục bộ đúng không? Đấy. Em nói luôn cái bộ mà em sale 99.000 ý, bên ngoài người ta bán 350. Xanh lê ạ, khách hàng em nói với em ý, bà Loan ơi, em bán rẻ thế, cái bộ mà em bán 100 mấy, hôm đầu tiên em về em bán là 139.000, bên ngoài người ta bán 350 cơ, tại vì người ta không nhập được giá sale như em. Người ta nhập 1-2 bộ hoặc là 1G, người ta sẽ nhập giá cao một gấp đôi. Nhưng mà em lô, ôm lô cả nghìn bộ thì chắc chắn là em sẽ nhập được giá tốt hơn rồi, đúng không ạ? Cái gì cũng không thế, nhập được nhiều càng rẻ. Em mà em nhập trực tiếp tại xưởng, tại công ty cơ, chị em không nhập qua tay một ai hết các chị ạ. Rồi em lên con A8 các chị nhá. Màu này màu hồng à? Màu hồng. Hồng có size gì chị? Hồng có size M với size L. 57 cân đổ về em chốt đơn. Màu hồng các chị ơi, màu hồng. Nói chung em nói luôn là chị em tin tưởng nhau thì mua. Nói chung là mỹ phẩm thì chẳng ai nói trước được cái điều gì. Có thể các chị mua vài triệu một cái bộ mỹ phẩm, các chị vẫn mua hàng nhái bình thường. Các chị vẫn mua phải hàng nhái bình thường. Hàng nhái hàng thật bây giờ nó y như nhau, chả phân biệt được. Hàng nhái vẫn xuất vẫn phải bình thường luôn. Nhưng mà hàng xịt có thể những cái hàng ấy nó không qua hải quan, không lên mã vạch, nhưng vẫn là hàng chuẩn. Có thể các chị mua cái dầu gội cái loại 100.000 vẫn lên mã vạch bình thường, trừ khi là chị em mình tin tưởng nhau thôi. Thật nhả thật giả bây giờ lẫn lộn thì chị ạ, thật giả lẫn lộn. Nhưng em không bán hoàng cung chị ơi, nhưng em không bán, em chỉ chuyên quần áo thôi. Chẳng qua là cái loại vào mà em có cái nguồn nhập tốt thì em mới nhập, chứ còn em không nhập hàng vớ vẩn. Nhập vớ vẩn mất khách, lơ mơ lại mất cả khách quần áo luôn ý. Đấy, quần áo loại 50.000 thì có cái giá của 50.000, mà loại 100.000 có giá 100.000. Chứ bây giờ các chị mua hàng 1.7 triệu một bộ mỹ phẩm, nó giống hệt cái loại 170.000 đồng. Cho nên là khách hàng thông thái cho em nhé, chọn chỗ tin tưởng mà mua, chọn mặt gửi vàng không có tiền mất tật mang. Đến lúc mà các tiền các chị đi chữa cái làn da của mình nó còn nhiều hơn cái tiền các chị mua mỹ phẩm,
Đấy. Bảo sao mà em năm nay em hơn 30 tuổi. Sao làn da của em nó vẫn còn mịn màng thế? Tại vì mình phải chăm sóc tốt, thi thoảng nó lên một vài cái mụn thôi. Nó do kiểu là nó nóng trong thôi ạ. Thế không vấn đề gì, chưa có một vết nám nào luôn. Các chị ạ, da em không có một vết nám nào luôn ạ. Khi mà mình mua mỹ phẩm mình mua đắt sắt ra miếng, đừng thêm tham rẻ quá các chị ơi, đừng nên tham rẻ mỹ phẩm. Các chị cứ tham rẻ cái loại gì ạ, có hơn 100.000. Về dùng làm sao được? Chị Thùy Dương cho em số điện thoại của chị để em kiểm tra đơn chị nhá. Cho em số điện thoại em kiểm tra đơn à. Rồi em qua mẫu này, cho em xin áo phông cổ tròn chị ơi. Một mã nào có nhiều nhiều ấy. Năm nay hơn 70 ấy, 30 gì. Dìm nhau quá đáng. Nguyễn Hoàn là ai đấy? Năm nay mình có 31 tuổi đầu, qua mẫu rồi ok. Nói hơi nhiều ạ. Hôm nay nói hơi nhiều. Nói hơi nhiều, thôi thôi em lên mẫu mới các chị nhá. Hả? Mẫu nào cũng được, chị ơi mẫu nào xinh xinh đi. Nhiều khi biết thừa các chị mua chỗ này là hàng nó không được tốt. Nhưng mà thôi người ta chẳng ảnh hưởng gì đến em. Kệ các chị tham rẻ thì các chị tự chịu. Để chọn quần áo tham rẻ được nhưng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đừng nên tham rẻ. Điểm mà tốt nhất các chị nếu mà thực phẩm các chị uống mà người ấy, các chị đến hiệu thuốc. Được chưa? Các chị đi hiệu thuốc mà mua. Kể cả đồ điện cũng thế. Đến gần nhà mình ý, lúc hỏng thì mình còn bảo hành được. Em không bán, không bán chị ơi. Em chỉ bán dầu gội thôi. Nói chung là đợt năm kia em cũng bán. Năm ngoái em cũng bán em thanh lý hết. Tại vì là em kiêm nhiều thứ em mệt lắm. Mỗi một mình em. Đấy, mỗi một mình em cho nên là em dùng loại gì, em chị đang hỏi em cái gì đấy? Hỏi cái gì dùng loại gì? Áo em mặc là 130.000 chị nhá. Áo em mặc là 130.000 đồng. Để cho em lên hàng MV. Em lên hàng MV. Hôm qua vừa bán 135. Bây giờ là nó còn nguyên size S. À có cả M. Mã này. Hôm nay ăn gì nói khỏe thế em? Vừa đi uống rượu về đấy. Chị mà bọt em về. Hôm nay thời tiết nó mát chị ạ. Hôm nó nóng không nói được. Hôm nay là mát mẻ một tí. Tại vì nó vừa mới mua xong. Bán đi. Chị ơi, nói chung là để mà dùng nguyên kem trị nám ấy không ăn thua đâu. Quan trọng là mình phải vừa uống vừa dùng kem. Tại vì là cái nám này nó ở nội tiết tố của mình, là ở bên trong ấy, trong cơ thể mình ấy. Chứ còn bây giờ các chị trị được nám, ví dụ các chị đi bôi kem ấy, thì có thể các chị là khoảng 1 tuần, 1 tháng, 2-3 tháng nó mờ. Nhưng mà các chị ngưng kem một cái nó sẽ mọc lại luôn. Nó là do cái nội tiết tố của mình. Mình phải vừa uống, thế chứ ăn uống cái chất gì nó mát. Nó mát. Nói chung là hôm nào em có thời gian thì em tư vấn sau. Bây giờ em bán quần áo đấy nhá. Thế chứ nó phải có cái bí quyết đấy ạ. Phải nói là có bí quyết. Thôi em bán quần áo đã không, các chị đợi lâu các chị thoát hết ra ngoài giờ tư vấn về cách làm đẹp lại các chị lại chán, các chị thoát hết ra ngoài giờ. Đấy. Áo nắng xịn có cái hàng Lalova chị ơi. Mã này là A9 cho em. 130.000 đồng. Các chị nhá, hàng MV các chị đang mua ngoài hàng sale đã 260 đúng không? Người ta sale đã 260.000 đồng. Em tặng các chị giá 130.000. Ok chưa? Em đang còn lẻ. 130.000 một áo. Các chị yêu lên cho là mấy chị? A9 nhá. A9 mà kèm số điện thoại. Pyjama đùi không biết là bây giờ còn hàng không ấy. Hôm nay em loan uống nhiều rượu à mà nói hơi nhiều thế. chị nghe tiếng chị Hoa nói sao vậy? Đấy, tập trung chuyên môn nhá. Thôi hôm nào có thời gian rảnh rảnh em không bán hàng thì em ngồi nói chuyện với các chị lâu hơn. Hôm nay giống chuyên gia tư vấn à. Kiểu là thi thoảng các chị hỏi thì kiểu là mình biết mà mình không nói thì hơi khó chịu. Tại vì là nhiều khi là em đi spa ấy, thì người ta gọi là người ta cũng tư vấn và mình có một cái chút hiểu biết một chút ạ. Có một tí hiểu biết. Cho nên là muốn chia sẻ với chị em thôi. Thì lúc nào mà em có thời gian thì em nói chuyện với các chị lâu hơn. Còn bây giờ em bán hàng ấy nhá. Cái này thì có size các chị 58 cân. Có size đến 58 cân đổ về cho em 130.000.
Nắng xịn thì bây giờ em chỉ còn nắng dài thôi. Và hiện tại là em đang còn lẻ màu thôi chị ạ. Đang hết hàng. Cái này còn đúng một con màu trắng của size M này. 22 em màu trắng của size M. Size M các chị trên 50 cân các chị yêu. Trên 50 cân thì khoảng 57, 58 cân đổ về. A9 cho em 130.000. Gái Tuyên Quang uống rượu tốt lắm đấy. Em không biết uống rượu đâu chị ạ. Đều các bác ạ. Em không biết uống rượu đâu. Em chỉ uống nước ngọt thôi chị ơi. Ngày nào cũng phải chai. Em chỉ uống nước ngọt thôi, không biết uống rượu đâu. Em uống một chén đã đỏ mặt rồi. A9 cho em, chị Trần Thủy, ok chị. Chị ơi, cái này, mã này thì có SM chị ạ. Áo nắng ngắn á, chân nắng ngắn như em đang hết hàng rồi chị yêu ạ. Hết sạch. Không nên nói hơi nhiều à. Các chị đang bảo em hơi nói hơi nhiều. Buồn quá. Thế thôi em nguyên bán hàng nhá, không nói chuyện nữa nhá. Đấy chị ạ, 22 cái màu trắng của size M. A9 màu trắng, ok chị Thanh Ngọc Nguyễn này, chị nào lấy màu xanh các chị lên đơn. Màu xanh bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên livestream một tí ạ. Có một chiếc màu đỏ của size S ạ. Một em màu đỏ của size S, các chị dưới 50-51 cân đổ về các chị yêu nhá. Em cũng mặc size S được, tại vì cái hàng nó co giãn. Chị nào thích mặc ôm sát các chị mặc size S cho em từ 52-53 cân đổ về. 52-53 cân đổ về em chốt đơn. Em cần áo sơ mi à. Sơ mi hiện tại bây giờ là còn ít lắm em ơi. Nó còn sơ mi kiểu nhá. Hôm qua chị chốt đơn mà sao chị thấy gọi à? Bị sót đơn hàng, hôm qua bị ẩn comment quá chị ơi. A9 cho em ạ, chị Lê Hạnh, ok chị luôn ạ. Chị Dung Hoàng, ok chị. Em mặc size S đấy chị. Em 53 cân em mặc được size S chị nhá. Đấy, em 53 cân em mặc size S. Chị Nguyễn Huỳnh Anh rồi, ok chị chốt đơn hàng. Chị Lợi Huy có này. Áo nắng dài là 370.000. Chống nắng ngắn của La Loma là 249.000 đồng chị Ngô Hải. Nhưng hiện tại ý, thì em đang còn chống nắng dài thôi, chống nắng ngắn như em đang hết hàng chị ơi. 2, 3 cái thôi. Chống nắng dài em còn đúng 2-3 chiếc thôi ạ, đang đợi hàng về. Trần Ngọc Thuận, ok em chốt đơn hàng A9 này, em qua mẫu này. A10 luôn. Ok chị, A10 em còn nguyên màu đen. Bộ Adidas em hết hàng của chị Ngọc Tám ơi. Bộ Adidas em đang hết hàng. Các chị nhớ cái áo này trước là hàng 185 đúng không ạ? Hàng 185. Bây giờ nó còn nguyên một size XL. Còn một size XL. Còn đấy chị Lan Hoa, các chị comment là thổ 2 cho em chị Lan Hoa nhá. Mã này khách hàng lên cho là A10 ạ. Màu đen em còn sót nguyên màu đen. Đính đá cho em ạ. A10 kèm số điện thoại cho em. Tặng khách hàng em này có đơn kèm theo 99.000. Ok chưa ạ? 99.000 đồng. Bộ lanh em không bao giờ bán bộ lanh. Được chưa? Em chỉ bán bộ lụa Hàn Châu với lại là chất lụa thôi, bộ lụa thôi chị ạ, chứ không bán bộ lanh. Thì bộ lanh nó thường là nó nhăn lắm. Trừ khi là những chất hàng mà đã qua xử lý rồi thì ít nhăn hơn thôi. Hello chị Nguyễn Quỳnh. Mã này chốt các chị 55 cân đổ về thôi nhá. 55 cân đổ về em chốt đơn à, 99.000 đồng. Kính 27. Chưa, hôm nay em chưa chốt đơn, bây giờ chắc là vẫn còn chị ạ, chưa chốt thì vẫn còn. Chị Lan Hoa nhá. Đã chốt đơn đâu, trưa nay like kính đã chốt đơn tí nào đâu. Con A10 cho em 99.000 đồng một áo. Chị nào có đơn hàng em tặng kèm các chị con này 99.000. Đính đá cho em mà còn nguyên màu đen và còn nguyên size XL ạ. Các chị 55 cân đổ về em chốt. Ok chị ạ, 55 cân đổ về em chốt đơn cho em. Các chị là 99.000 đồng. Chị Nguyễn Thương ok, chị Nguyễn Thị Thu Hà ok, Trần Thị Mến ok chị luôn ạ. Chị ơi, nhà mình còn cái quần thổ ấy, quần ngố ấy. Ngày hôm nay tặng kèm đơn luôn đi chị ơi. Rẻ cũng được, cho cắt mẫu luôn ạ. Khỏi phải like nữa. Ở trong góc kia còn mã rồi chị. Còn mã này còn 2-3 chiếc rồi. Mã nào còn? Mã này còn số lượng. Đây mã này còn nhé các chị nhá. Mã size 27. Mã size 27. Em lên quần ngố thổi cho các chị. Rồi A10 qua mẫu này. A10 các chị chốt nhiều khi có hàng ấy. Thì cái chỗ kia còn cái của em đang mặc đấy. Thì thế nào? Đúng rồi kìa. Con A8 này chỉ còn size nhỏ nữa các chị yêu ạ. A8 chỉ còn size 52 cân đổ về thôi. Được chưa? A8 chỉ còn size các chị 52 cân đổ về. Còn hơi size L. Được chưa? A11 ạ. A11 còn kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Còn nguyên một size các chị yêu nhá. Tặng lúc các chị 99.000 đồng. A12, A11 đúng không? A11 ạ. Chị xem màu trắng của con nào chị? Trời ơi.
Các chị ơi, nhìn cho em này, xinh chưa? Long lanh luôn nhá, các chị ơi, đá rất là chắc luôn, toàn bộ dòng đá ép nhiệt. Được chưa? Toàn bộ dòng đá ép nhiệt cho em. Các chị lên đơn hàng cho là A11 và kèm số điện thoại cho em. Dưới 52 cân đổ về em chốt đơn. Được chưa? Dưới 52 cân đổ về em chốt đơn hàng. Quần sóc em còn ít thôi chị ơi. 50-51 cân đổ về, 50 cùng lắm là đến 52 cân đấy chị yêu. Chị nào người gọn ấy là các chị 52 cân đổ về em chốt đơn. 99.000 A11 cho em. Không còn con nào 23-27 đâu. Không còn là hết sạch á? Trời ơi. Có con size 26 không? Bây giờ cái này em còn chuối là còn size 25. Chạm quần ngố thổ cho em. Quần bò, quần ngố, quần ngố chất bò thổ cho em ạ. Thế chạm, các chị comment là comment cho là mã gì ạ? A12. Áo em mặc là A11. Bây giờ nó còn chứa là size 25 luôn. Tặng kèm dây lưng các chị như thế này. Dây lưng da nó mềm lắm các chị này. Ok chưa ạ? Các chị comment là A12 cho em. Quần ngố thổ các chị yêu nhá. Mã hàng trên là A12 ạ. Tặng cho chị nào ngày hôm nay có đơn hàng kèm size 25 các chị được khoảng là 48-49 cân đổ về. Và size 26 cho các chị được khoảng 52 cân 53 cân đổ về cho em. Để chạm 52 cân đổ về chỗ đơn. Bán là hàng 220 các chị nhá. Bây giờ sản luôn các chị là 140.000 đồng. Các chị yêu lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Sản lỗ rồi các chị ơi, tại vì nó còn lẻ một size thôi. Hay cùng lắm là đến size 26, nhưng mà size 26 nó còn ít hơn size 25. Chủ yếu là còn sao các chị 50 cân đổ về. A12 cho em ạ, còn ít nhá các chị nhá. 140.000. Đó là quần hàng Quảng Châu cho em, quần thổ các chị nhá. Quần ngố thổ cho em ạ. A12 lên đơn. Size 26 còn ít lắm, chủ yếu là còn size 25 thôi. Chị Hà Ngô, chị Liên Đoàn, ok chị luôn ạ. Các chị yêu lên mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. A12 cách số điện thoại các chị yêu nhé. Toàn bộ dòng của nó dòng cao cấp cho em ạ. Xả 140. Để cho em xả 140. Con này bình thường giá chính phẩm của nó là hàng của nó 350 ạ. Hàng chính phẩm là 350. Bây giờ tặng các khách hàng là 140. Ok chị, nó còn chục cái. Chị Nguyễn Thúy ok chị luôn ạ. Bán hàng chị là A12 và kèm số điện thoại các chị yêu. A12 và kèm số điện thoại cho em. Chị Thanh Vân Trần ok chị luôn ạ. Bán hàng cách số điện thoại cho em và các chị có đơn hàng. Em mặc size 26 ấy. Được chưa ạ? A10 màu gì nhá? Bây giờ chị hỏi em này em sao nhớ được. Rồi con mẫu các chị nhá. Đây lên mẫu hàng VIP chị cho các chị luôn. Mẫu size nhỏ. Mẫu em 53 cân chị ơi. Em 53 cân cao 1m58. Con này lên là em là A13. Được chưa? A13 và kèm theo số điện thoại cho em, một con áo MV. Ok chị ạ, một con áo của hãng MV cho em các chị ạ. À. Xịn chưa? Được chưa? Hàng toàn bộ hàng hơn 300.000. Không bao giờ có, nếu mà giá chính phẩm của nó không bao giờ có dưới 300 các chị yêu nhá. Bọn em có nâu này, màu trắng, màu đen, màu đỏ. Nâu trắng đen đỏ. Các chị nhìn cho em. Mã hàng chuyên là A13. Quần jean, quần ngố này em đang mặc láo là 140.000 đồng chị ơi, 140.000. Nâu chủ yếu size L. Nâu có cả size M em mặc này. Đỏ, không
phông rộng á, thì em ít khi bán phông rộng, em bán phông phông form vừa với lại là phông form ôm, dáng ôm ấy chị ơi. Quần thổ hai chỗ nào chị còn không? Quần thổ hai, quần quần bò hay là quần, quần bò ấy, quần bò thổ hai dài ấy. Còn mấy cái? Bộ lụa còn nguyên size S thôi chị ạ. Bộ lụa dáng ngố chị còn nguyên size S thôi. Này áo này các chị cơ A13. A13 cho em 130.000 đồng cho màu này các chị này. Hàng 350. Bây giờ sản lỗ các chị là 130.000 đồng. Các chị yêu lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Để chị ạ, các chị yêu lên đơn hàng mà kèm số điện thoại. Chị ơi cho em xin một cái quần thổ đi chị ơi. Bây giờ quần thổ của, xong là mặc với áo này cho xịn nhá các chị yêu. Quần jean dài em có chị ơi. Áo đang mặc là mã hàng cho là A. Quần quần á, quần là A12. Áo này là A13 cho em. Đây còn đúng thằng này cái thì nha, không biết sai chỗ như này, cho mạng tìm chứ. Còn nguyên size 8 á. Thổ 2 đây. Áo này, à, quần này các chị coi là thổ 2. Thổ 2 còn mỗi size 28 thôi các chị yêu. Đây là còn cái quần bò em đang mặc mà cái size mẫu khác là còn 2. Quần này còn nguyên size 28 này. Quần này các chị coi là thổ 2 ạ. Thổ 2 và kèm số điện thoại cho em. Còn nguyên size 28. Một cái size 26. Size 26 em không mặc được. Như là thổ 2 cho em. Em mặc thử với lại là áo phông luôn các chị nhá. Vừa. Quần này sắp hết rồi các chị này, còn mỗi size 28 thôi. Xeo nốt khách hàng nhá. Quần em bán 340. Em bán 340. Còn nguyên size 28 các chị từ khoảng là 53 đến 56 57 cân. Được chưa? 53 54 cân đổ lên, 54 cân đổ lên ạ. À. Cho đến khoảng là 57 cân đổ về. Em chốt đơn mã size 28 này. 250 ạ. Được chưa? Từ 340 xeo xuống còn 250.000, còn mỗi size 28 thôi chị Đào vừa. Cái mức cân như thế em vừa đọc xong ấy, các chị lên số điện thoại cho em. Ok chưa? Thổ 2 và kèm số điện thoại ạ, 57 58 cân đổ về. Còn mỗi size 28 thôi, quần này chất co giãn các chị yêu nhá. Thằng này hàng vừa sale ấy, các chị mua chính phẩm bên ngoài trường nó phải hơn 500. Em sale đã còn 340 rồi ấy. Bây giờ là còn lẻ size của size 28. Để chạm tặng khách hàng em là 250.000. Nó chỉ còn 5-6 cái thôi. Để chạm chỉ còn đúng 5-6 chiếc thôi. Các chị yêu lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Để chạm các chị yêu lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho là thổ 2 nhá. Size 6 hết rồi chị Mộc Trà ơi. Còn cặp dầu gội chị yêu. Trời ơi dầu gội collagen cho em vẫn 250. Em bảo rồi. Nói chung là bán có tâm thì khách có tầm đúng không ạ. Khách hàng tự tìm đến mình và khách hàng tự giới thiệu cho nhau. Chị nào lấy dầu gội collagen các chị cứ lên đơn cho là dầu gội collagen và kèm số điện thoại. Ok chưa ạ? Dầu gội collagen và kèm số điện thoại cho em 250.000 đồng một cặp. Được chưa ạ? 250 một cặp. Chị nào lấy dầu cứ lên cho là dầu gội và kèm số điện thoại cho em. Quần bò thụ rộng em không có chị ơi. Lên mẫu áo đi chị. Rồi. Chị, cái màu đỏ của mẫu này nó có size nhỏ không? Cái size nào rồi không? Cái size L đưa chị em có size L xem bao nhiêu cân này. Vừa đây. À có một con bạc. Cái màu đỏ của mã gì ạ? Mã gì ạ? A13 đúng không? Màu đỏ của mã hàng A13 cho em chất tông mát lạnh dòng MV cho em các chị yêu. Toàn bộ hàng MV hàng cao cấp cho em ạ. Chị ơi hình như nhà mình còn thổ đen đúng không? Thôi chứ. Còn gì? Cái này là bị tụt cái chỉ ra này. Lấy con khác cho em cái. Khác như xe nào này. Thế nào cũng được. Rồi thổ 2. Rồi em lên mã hàng thổ 3 chứ chị yêu nhá. Thổ 3 cũng chỉ còn size 28 thôi. Chị đưa cho em còn thổ đen của thổ 3 phát.
Bây giờ em lên cái quần thổ đen của size 28. Nó chỉ còn size 28 thôi, không còn hàng nào khác ạ. Tranh thủ luôn các chị em mình mã này các chị yêu nhá. Tranh thủ luôn mã này đi. Em tặng các chị nốt 60.000 kèm đơn hàng các chị yêu. 60.000 đồng kèm đơn hàng. Mã này còn nhiều chị. Em chọn đơn này đúng không? Rồi. Các chị ơi em tặng các chị con là A mười mấy đấy chị? A14 60.000. Xong vừa rồi chị không xem được, các bạn lại không xem được. Chị ơi mọi người vẫn xem bình thường mà chị. Mọi người vẫn đang xem bình thường. Con này là A14 cho em. A14 ạ. 60.000 đồng. Em tặng nốt khách hàng là 60.000. Và có sai các chị tầm khoảng là 65 đổ, 65 cân đổ về các chị yêu. A14 ạ, 65 cân đổ về em chốt đơn. Các chị nhá, A14 và kèm số điện thoại cho em ạ. Hàng này hàng của nó hàng 250. Bây giờ em tặng luôn khách hàng là hôm nay có đơn hàng kèm theo 60.000. Ok chị ạ, số lượng nó không còn nhiều các chị nhá. Em có màu nâu với màu đỏ. Nâu sẽ có là hai hình của màu nâu và em còn màu đỏ như thế này các chị này, toàn bộ hàng Quảng Châu cho em. Số lượng nó còn ít quá, em tặng kèm đơn hàng này, ba chị nào được thì hoan hỉ và chị nào không được thì cũng hoan hỉ cho em, tại vì mã này em hết hàng rồi. Nó còn tầm khoảng 10 cái thôi. 10 đến 12 13 cái đấy ạ. Để chắc tặng cho các chị 50.000 đồng một áo. Thì Ni Trần ơi lên số điện thoại. À quên 60.000, em nhầm. 60.000 đồng. Trời ơi, 60.000 đồng con áo hàng Quảng Châu này ai bán được giá này các chị? Ai bán được con A14 này 60.000? Ok chị ạ, đây các bác nhìn hàng cho em này. Đỏ nó còn vài cái đúng không? 2 3 chiếc. A14 cho em 60.000 đồng. Để chị ạ, em có nâu với đỏ. Để cho em có màu nâu màu đỏ cho em. Hàng này nhập vào 189. Nhập 189 thì tặng khách hàng nốt là 60.000 đồng. Cho gọn mẫu cắt mẫu luôn các chị yêu nhá. 60.000 đồng con A14 ạ. Váy hay dây mặc ở nhà em không có chị ơi, em chỉ có váy cốt tông thôi. Váy hàng cốt tông. Đây các chị này. Không váy cho em ạ. Không váy vào cách số điện thoại. Nó cũng là dòng của MV cho em các chị yêu. Nó cũng là dòng của hàng MV cho em. Cái cọc này ở chỗ nào chị nhỉ? Đẹp quá rồi, nặng thế bây giờ. Đây, còn cái bằng này cái thôi. Còn có bằng này cái thôi các chị yêu. Được chưa? A15. A15 còn kèm điện thoại ạ. Váy của A15 các chị chọn cho em chọn màu chọn tay vừa các chị nhé, còn hình thì linh tinh lắm, hình linh tinh lắm, không chọn được hình đâu ạ. A15 cho em còn ít các chị này, con A15 mà kèm số điện thoại ạ. A15 hàng này của nó giá chính phẩm của nó là hàng 380, chính phẩm của nó là hàng 380.000, không làm hàng xưởng các chị nhá, không làm hàng xưởng luôn mã này. A15 cho em 135.000. Được chưa? Em lỗ. Các chị có tin không ạ? Em nhập vào giá cao hơn, bây giờ còn sót một ít thôi các chị yêu. Còn sót một cặp này lẻ lẻ. Thổ đen từ từ ấy, chị ơi, mặc nốt cái mã phông váy này đã nhá. Mã phông váy này luôn. Được chưa? Phông váy cho em 130.000 chị. 135.000. Mới mặc màu trắng các chị nhá. Màu trắng này. Màu hồng này. Được chưa? Các chị lấy kèm đơn mà có sao các chị 55 cân đổ về thôi. 40 cân đến 55 cân đổ về em chốt đơn. Được chưa? Màu hồng này, màu nâu tây này. Được chưa? Màu đen này. Màu gì ạ? Màu đỏ này. Đấy, còn những màu như này thôi các chị yêu. Các chị lên mã hàng mà kèm số điện thoại cho em phông váy đấy chị yêu nhá. Phông váy là 135.000. Chất mát lạnh luôn. Để chợ chất nó mát lạnh luôn. Các chị yêu comment mã hàng cho em ấy. 135.000 đồng một áo. À một váy cho em ạ. Một phông váy. Đấy toàn bộ dòng MV cho em 135k. Các chị yêu lên đơn nào mà kèm số điện thoại. Em mặc màu trắng nó hơi béo. Trời ơi.
thôi, ra tối qua vẫn chưa được chốt đơn á, khổ thân. Tại vì cái comment ở tại Facebook nó bất tương tác ấy, ẩn kinh khủng luôn chị ạ. Ẩn nhiều lắm. Em bị sốt đơn hàng khách rất là nhiều luôn ý. Thế các chị cố gắng chia sẻ like cho em lên cái trang cá nhân của mình đi, để cho khỏi bị ẩn. Các chị nhá. Đồ bộ phi bóng đi á, nhưng em không bán bộ lụa phi bóng, nhưng em chỉ bán đồ bộ lụa thôi. Chất của nó chất lụa xịn ý. Còn phi bóng nó là loại khác chị ơi, phi bóng là loại chất nó rất là nóng. Em không bán loại đấy. Đâu khổ đen đâu chị ạ? Khổ đen đây, chỉ còn size 28 thôi chị yêu nhá. Nó chỉ còn size 28 thôi. Các chị comment là thổ 3 cho em, hoặc các chị comment là thổ đen ạ. Thổ đen mà kèm số điện thoại cho em này. Em chỉ còn nguyên size 28. Thế cho em chỉ còn nguyên size 28 thôi. Các chị yêu comment mã hàng mà kèm số điện thoại cho em. Còn mỗi size 28. Nhiều khi bán hàng cũng phải thật đấy, lươn lẹo quá khách hàng người ta biết ngay. Được chưa? Nói lươn lẹo khách hàng biết ngay. Đấy, các chị nhìn cho em này. 43 cân á, một viên á. Váy này 43 cân, chưa 40 cân mặc được. Thổ là mã A15 các chị yêu ạ. Còn mỗi size 28. Nhưng phong này phong nhỏ các chị nhá. Máy rồi mà, máy A15. Thổ này là thổ 3. Thổ 3. Thổ đen 54 cân mặc vừa đẹp luôn chị ạ. Em 53 cân này. Em 53 cân 1m58 nhá. Size 28 là em mặc cũng được, mà size 27 cũng mặc cũng được. Thổ 3 là thổ đen. Nên là phong xịn đi, ok tình yêu. Mã này các chị comment là thổ đen cho em đi. Thổ đen mà kèm số điện thoại ạ. Tặng khách hàng nốt nhé, nó còn có mấy size, còn có mấy quần của size 28 thôi. 260.000. Các chị có tin là quần đấy nó bán lỗ không ạ? Nó còn có vài cái thôi bán nốt nha các chị. Đấy chứ ạ, còn mấy chiếc các chị có phải là thổ đen mà kèm số điện thoại cho em. 260.000 đồng một quần, kèm dây lưng các chị nhé. 260. Các chị yêu comment mã hàng mà kèm số điện thoại cho em. 260.000. Thổ đen size 28 các chị thuộc khoảng là 56 cân đổ về thôi, 53 cân đến 56 cân. Ok chị ạ, 53 54 cân đến khoảng là 56, cùng lắm là đến 57 cân nữa các chị yêu nhá. Phong này phong nhỏ. Size 28 phong này phong bé. Chị ạ, thổ 3 đen cho em đến 57 cân đổ về chị ơi. Ghi hộ em với. 53 cân đến 57 cân đổ về em chút đơn hàng. Chị ạ, 260.000. Má này là đến A bao nhiêu? A10 mấy? A16 nữa chị nhá. Con A16 này, áo phông hàng cao cấp của hãng MV. Để chị ạ, phông hàng cao cấp của hãng MV. Các chị nhìn cho em ạ, thổ đen 57 cân mặc vừa chị ơi. Mặc size 28 cho em. Vì cái chất này nó giãn, hàng co giãn cho em ạ. Các chị nhớ để lại số điện thoại cho em mới có đơn các chị nhá. Mã này là mã gì ạ? A16 ạ. A16 và kèm số điện thoại. Quần thổ đen này còn ít lắm, không còn nhiều. Ok chưa ạ? Đây em còn size S và size M. Size S và size M. Em có đen, em có nâu với lại màu trắng các chị nhá. Màu nâu màu trắng của hãng MV cho em xả 130.000 một áo. Để cho em xả 130.000 đồng. Các chị comment là mã gì ạ? Bom lỡ còn đấy chị Hảo Bích ơi. Áo này các chị comment là A16 ạ. A16 trên màu nâu tây và A16 trên màu trắng ạ. Hai màu. Để cho hai màu. S thì các chị từ khoảng 55 cân đổ về. Size M các chị dưới 60 cân đổ về em cho đơn. Ok chị ạ, màu nâu tây có size từ 60-62 cân. Màu trắng thì Bắc Giang chưa gửi được hàng chị ơi.
Bác Giang chưa gửi được hàng. Em muốn gửi lắm chứ, em muốn bán hàng lắm chứ, nhưng mà người ta không nhận đơn ý. Và đến nơi là không phát được hàng, lại hoàn đơn về. Quay mã 215. Áo này là mã gì? A16. A16 đúng không? Chị hỏi phông váy mã gì? Phông váy là mã A15. Con này là A16 cho em. Hai quần bom lỡ rồi, ok chị. Hào Bích lên số điện thoại chị ơi. Bỏ giấy hết hàng rồi chị nhá. Con này là A16 cho em. Các chị lấy cả nâu tây cả trắng đi con này các chị này. Đẹp lắm mà chất nó mát lạnh. Mà có 130.000. Mà có 130.000 đồng các chị yêu lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. A16 các chị nhá. Các chị nhìn có rõ không ạ? Nhìn nó sang, cái màu nó sang với cực kỳ luôn ạ. Chị Lưu Lê Thị rồi, ok chị chốt đơn. A16 cho em thử con màu trắng này phát này. Màu trắng có hàng không chị? Trắng có ít đúng không? Màu trắng có ít lắm. A15 phông váy là 135.000. A15 135, còn A16 là 130.000. Rẻ đẹp chất luôn. Các chị cứ thử so sánh những cái hàng mắc MV này, toàn bộ bên ngoài thường người ta bán các chị 300 mấy một áo cơ ạ. Sale đã 250 256 rồi. Đây màu trắng cho em. Quần ngố 54 cân vừa chị nhá. Nếu mà có size 27 thì vừa. Màu trắng ạ, màu trắng của mã gì nhỉ? A16 ạ. A16 ạ. Chị Hồng Lương ok chị Thương Vũ ok trước đơn hàng. Các chị ơi là những cái mã này mặc này, mặc nó mát lắm, lạnh, mát lạnh. Bán mã đây, chết mã này quên mất này các chị này, còn sót một mã này chưa bán. Trần Hoa rồi ok chị, áo tay ren là cái nào chị ơi? Quần là 270 à 260, em sale còn nguyên size 28 đấy chị nhá. Quần còn nguyên size 28 thôi, em lên mã này các chị yêu luôn này. Này có SM chị ạ, màu xanh này, nâu tây này, màu vàng, màu trắng, màu đen, xanh, nâu tây, vàng, trắng, đen, toàn màu đẹp thôi các chị nha. Ôi toàn màu đẹp thuộc có SM 2 size. Để chạm có SM 2 size luôn. Mã này các chị yêu comment cho là A17. A17 và kèm số điện thoại. Em cảm ơn chị Thu Hảo nhá. Hai áo bên em rẻ đẹp chất lượng đúng không? Tại vì là áo này bên ngoài trường người ta bán đắt, em vẫn được sale đấy. Chứ còn bình thường là không nhập được giá này luôn. Em bán ra các chị nhập vào cũng được cái giá 130.000. Ok chưa? Các chị lên đơn hàng cho là A17 ạ. A17 em có xa các chị tầm khoảng 62 cân đổ về các chị nhá. 40 cân đến 62 cân đổ về em chốt đơn. Còn màu trắng này. Có à, trắng đây. Có đen nữa, nâu tây. Đen cho em xin màu đen nữa đi. Đen SM A17 lên đơn cho em. Ok chưa? A17 và kèm số điện thoại này. Form như nhau, được khác nhau cái họa tiết thôi các chị nhá. A17 cho em. Nguyễn Kim em thấy chị. Em thấy. Để chị ạ, 4 màu các chị nhá. 2 size SM. Hai size là size S và size M. Thì chậm các chị lên mã hàng và kèm số điện thoại cho em con A17 này. Ok chưa ạ? Hồng ngô rồi ok, chốt xanh vàng của size S này. Các chị chọn nhanh cho em nhá. Quần thô, quần thổ á, 52 cân á, 52 cân tùy chiều cao chị ạ, Bùi Thúy nhá. A17 51 cân màu đen ạ. Chị Nguyễn Thị Tu Hòa ok chốt màu đen. Chị Hồng Lương ok chốt A16 ạ. À size M tầm bao nhiêu cân á? A16 size M thì các chị tầm khoảng 58 dưới 60 cân cho em. Các chị lên mã này là A17 cho em ạ. Xanh các chị yêu. Xanh bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên like một tí ạ. Xanh màu bên ngoài đẹp lắm. Để chợ chị Lưu Lê Thị rồi ok chị chút đơn hàng. Có hai size là size S và size M. Lên nâu tây cho em này. Màu nâu tây cho em toàn bộ hàng từ zip chị cho các chị luôn. Để chợ chất này các chị này. Mắt lạnh nha các chị nhá. Mà có 130.000 hàng vừa sale. Hàng sale các chị yêu. Để chợ hai size S M ạ. Áo crop top thì em còn ít lắm chị ơi. Để em không nhập crop top mấy. Em thử nâu tây luôn các chị nhá.
form các chị dưới 60 cân. Trần Ngọc Thuận ơi, chị lấy con này xanh mờ là chị mặc được đấy chị. Lấy con A17 xanh mờ đi. Khoe lắm chị ạ. Hôm vừa rồi về của nó là 800 áo. Bây giờ nó còn sót lẻ lẻ một ít thôi. Để chạm màu nâu tây cho em. A17 lên số điện thoại ạ. Quần thổ này cặp vừa, không phải cặp cao đâu chị ạ. Cặp nó vừa phải thôi, không phải cặp thấp và không phải cặp cao hẳn. Chị Nguyễn Hương nhá. Quần này là size 260, nó còn nguyên size 28 thôi. Đây màu nâu tây cho em. Đấy chạm màu nâu tây. Các chị yêu lên cho là mã hàng cho là A17 màu nâu tây và kèm theo số điện thoại. Chị Sơn Hồng ơi, còn dầu gội, chị lên là dầu gội và kèm số điện thoại cho em với. Lan Lê Bích rồi, ok chị nào chốt nâu tây, các chị lên màu nâu tây cho em này. Màu đẹp thế nào? Màu đẹp được. Có SM 2 size. Đây có SM 2 size luôn, chị thích màu này à? Chị chuyển màu kia thì chị cứ hay mua cái màu về cho mày toàn chê. Áo võ hoàn, áo nhà mình là phải chê màu, mặc ra màu trắng. Đây chị lấy màu này đẹp này. Màu này nhìn trông nó tây á, tông da cực kỳ luôn. Đơn giản, hình họa tiết của nó đơn giản nhưng mặc lên nó đẹp. Đây màu đen này các chị này, màu đen màu trắng. Các bác nào lấy comment là mã hàng A17 và cách số điện thoại cho em ạ. Nó đủ size SM 2 size các chị nhá. Mã này nó là chỉ làm 2 size thôi. À có màu vàng nhưng vàng chỉ còn lẫn một cái thôi. Chị nào nốt con màu vàng các chị comment ạ. Chị Hoa Trần dồn đơn ok chị luôn ạ. Còn đúng một chiếc màu vàng có chị nào lấy nốt không này. Sót hàng một chiếc màu vàng. Sót một cái màu vàng của size của nó sẽ ở bên sườn như này các chị nhá. Chắc là size S rồi em thấy còn đúng không? Size S. S các chị thoải mái các chị đến 54-55 cân đổ về. Em thoải mái tầm 54-55 cân đổ về em chốt đơn. Ok chị Sơn, Son Hồng ok chị luôn ạ. Chị nào lấy con A17 chiếc màu vàng, còn đúng một chiếc chị nào lấy comment luôn cho em này. A17 màu vàng. A17 chiếc màu trắng ạ. A17 màu trắng ạ, A17 chiếc màu đen. 100 mấy nhỉ? 130.000. Để chạm 130.000 đồng. A16 57 cân á. Được chị ơi, mặc size M cho em. Em cao 1m57, 58. Em nặng 53, em gần 54 cân đấy. Để chạm dạo này hơi béo. Chị Nguyễn Hiền, ok chị đã chốt màu trắng. Các chị lên đơn hàng cho em màu trắng này. Màu vàng còn đúng một chiếc thôi. Đó, bác nào lấy màu trắng các chị lên đơn hàng. A17 màu trắng là chị Hương Trần, ok chị nhá. Quần em mặc là mã hàng thổ 3, thổ đen. Trời ơi, chị ơi em cao 1m58, em nặng 50 gần 54 cân. 53 cân thì đuối, 54 cân thì à quên 53 cân thì dư và 54 cân thì đuối. Đấy khoảng 53 54 cân. Tùy chị ạ. Buổi sáng đói 53 cân mà buổi trưa no 54 cân. Màu vàng đẹp và còn đúng một chiếc thôi hết hàng chị nhá. Này còn nguyên màu đen, còn đúng một chiếc màu đỏ đô. Trắng có này, nâu có một chiếc này. Chứa là có màu đen. Đấy, chị nào là tín đồ màu đen các chị mặc cái mẫu này cho em ạ. Chị Phạm Văn ok, chị Nguyễn Hà ok, chốt nâu tây. Mã là mã gì nhỉ? A17. Vân A18. Vân Trần Thị ok chị, con này là A18 ạ. A18. Hai size là SM. Được chưa? Hai size là size S và size M. Các chị yêu lên đơn nào mà kèm số điện thoại ạ. A18 130.000. Lụa còn size S thôi chị ơi, lụa ngố chị còn size nhỏ thôi ạ. Mã này các chị yêu lên cho là A18 mà kèm số điện thoại màu đen các chị nhá. Đây này, béo phát nhìn thế. Cái thân thịt nó lộ ngay nhỉ. Đây, chị nào lấy con màu đen các chị coi là A18. A18 có size các chị dưới 60 cân đổ về các chị nhá. Trắng không biết có size S không nào. Em có trắng đen. Quần em mặc là 260. Ok chị, A18 này, có màu đen trắng, à có màu trắng size S luôn nhá. Để chạy, có màu trắng của size S này. Đó, chị nào lấy comment luôn cho em. Thì còn một con màu nâu ấy. Để cho em một hai con màu nâu này.
Rồi A18 ạ, à, chị Phạm Thị Tâm rồi, ok chị chốt đơn. A18 là 130.000 đồng đó chị nhá. 130. Một con màu nâu. Một con màu nâu à? Hai một con màu đỏ nữa, đỏ đô. Còn một chiếc màu đỏ đô của size S. Một chiếc màu nâu của size S. Đấy chị này. Quần bom lỗ em tặng các chị là 100 mấy nhỉ? 160.000 hai chiếc. Bom lỡ là 160.000 đồng hai chiếc. Con áo này là A mười mấy nhỉ? A18. Còn một nâu size S này. À nâu size M. Nâu size M các chị dưới 60 cân đi các chị nhá. Màu đỏ đô của size S. Để chị còn một chiếc màu đỏ đô của size S màu trắng nữa các chị yêu. Quần lỡ của hàng bom lỡ ấy các chị tầm 65 cân đổ về. Chị Mi Như rồi, ok chốt đơn này, màu đỏ đô này. Để chị nào lấy con màu nâu nâu đậm để cho em, nó không phải nâu tây mà nó nâu đậm đấy ạ. Nâu đậm của size M. Màu xoang lắm luôn các chị yêu. Được chưa ạ? A18 cho em màu nâu của size M ạ. A18 nâu size M cho em 130.000. Giá rẻ luôn, ai bán được giá này đâu. Được chưa ạ? Các chị tìm, các chị mua xỉu không được ấy. Các chị mua xỉu 130.000 không được, còn khách lẻ em đang mua 130.000 này các chị này. Ok chưa ạ? A18 đen size M, SM hay size chị Xuân Phạm, không có size L chị nhá. Không có size L đâu ạ. Nguyễn Nàng ok chẳng A18. Hai bom lỡ rồi ok chị luôn ạ. Bắt đây các chị coi là A19 cho em. Em còn nguyên size L nhé chị nhá. Từ khoảng 50-51 cân đổ về. 50-51 cân đổ về em chốt đơn. Trên 40 cân đổ lên ạ. 99.000. Để cho em xả luôn 99.000 này. Còn một size thôi các chị yêu. Còn một mẫu này và còn nguyên màu đen của size L. Em tặng nốt khách hàng em là 99.000 đồng ạ. Để chạy 99k cho em. Mã hàng A19 ạ. Số 2 60 cân không, 62 cân không vừa chị mua Nguyễn ơi, hết hàng rồi ạ. Nguyễn Thị Tu Hòa ok chị ạ. Quần bông lỡ không có ôm đâu chị ơi, đợt này không bán dáng ôm mới, tại mùa hè mặc cái dáng mà quần u mì mà ôm sát ấy nóng lắm. Các chị mặc cái tràng cái hàng mà dáng Becky ấy nó rất là mát. Chị Xuân Phạm ok chốt đen nâu của size M ok chị luôn ạ. Bán này các chị coi là A19. Bây giờ là còn ngỗ size L thôi. Tặng khách hàng nó là 99.000. Để chạy 99.000 đồng. Nâu đen size S ok chị Nguyễn Thúy có đơn. Các này lên chị là A19 ạ. A19 một kèm số điện thoại cho em. 100.000 một cái. 100.000 một quần. Thổ đen hết size S rồi chị ơi. Còn mỗi size 28 thôi. Đây chị nào lấy màu đen con này các chị lên đơn. Size L các chị nhá. Size L là form nhỏ nhất ạ. Size nhỏ các chị 40 cân đến khoảng 50-51 cân đổ về. A19 cho em 100.000 một áo ạ. Để cho em xả 100.000 đồng. Các chị comment mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Quần chung là hả? A19 chỉ còn một màu ấy chị ơi. Chỉ còn một màu. Chị ơi 55 cân không vừa đâu ạ. Các chị tầm khoảng là 50-51 cân đổ về thôi. Tại vì cái form này dáng ôm. Dáng này dáng ôm ôm sát đi ạ.
sang đây nhá. Sang đây thì như còn vài chiếc ở chỗ nào thế? Còn một cọc ở chỗ nào hay sao ấy? Còn một cọc nữa. Nhưng cái mấy kiểu sang đây nào? Đây sắm lách em còn lẻ các chị yêu nhá. Em tặng các chị nốt 100.000 một cái. Để chạm 100.000 các chị chọn cho em màu các chị yêu. Còn sót vài chiếc thôi ạ. Các chị comment là A20 ạ. A20 cách số điện thoại cho em 100.000 đồng một áo ạ. Để chạm 100.000. Các chị nhìn cho em toàn bộ dòng hàng Quảng Châu cho em nhá. 100.000 một chiếc ạ. Các chị comment là A20. A20 và kèm số điện thoại ạ. Còn mấy cái đâu, không còn nhiều. Còn mấy chiếc không còn nhiều. A20 trên màu đen này. A20 màu trắng này. A20 trên màu cam. A20 trên màu ghi ạ. Nếu các chị chọn màu và nói chung là các chị dưới 60 cân đổ về cho em mặc vừa các chị nhá. Dưới 60 cân đổ về em chốt đơn hàng. Các chị yêu comment cho là mã hàng A20 ạ. Bao nhiêu tiền? Mấy tiền ạ? 100.000. A20 kèm số điện thoại ạ. Đấy chứ ạ, 100.000 một chiếc, 100.000 đồng một chiếc ạ. A20 nhá, trắng em còn sót có 2 chiếc này. Nói chung là mỗi màu còn 1 cái, còn nguyên màu trắng thì còn 2 chiếc thôi. Dưới 60 cân. Đấy chứ ạ, dưới 60 cân đổ về em chốt đơn. Đây các chị bảo bán thế nào? Ôi chưa. Còn màu gì nữa? Còn màu này không? Rồi A20 các chị chọn size vừa cho em, nó còn lẻ vài chiếc thôi, hàng đẹp các chị nhá. Em không bán cái này hàng Việt Nam đâu các chị ạ. Hàng này các chị nhìn cho em cái dòng mác các chị biết. Để chạm toàn bộ hàng Quảng Châu cho em. Mà trước hôm trước em bán là 150 một cái. 149. 149.000. Để chạm cho nó gọn mẫu luôn. A20 100.000 à? 100.000 một cái. Rồi lên con A21 cho em. Cái này còn nguyên size S đấy các chị nha. A21. Quần em mặc không có size của 60 cân. Các chị có vẻ là mỗi này là bao nhiêu nhỉ? À 21. Còn size S thôi ạ. Chạ, tặng nốt khách hàng là 130. Các chị yêu nhá, một còn nguyên size S. Các chị comment luôn cho em mã hàng cho em là A21 đúng không? Còn nguyên size S các chị từ khoảng là 52 cân đổ về em chốt đơn. Được chưa? 52 cân đổ về em chốt đơn à. Các chị comment là A21 ạ. Kèm theo số điện thoại. Ok chưa? A21 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. 130.000. Con này đính đá cho em. Được chưa? Hàng này cũng là hãng BV cho em các chị yêu. Còn nguyên size S thôi ạ. Còn nguyên size S tại nó khách hàng là 130. 130.000. Con đẹp quá này, A21 này. Tiếc quá là còn duy nhất cái màu đen. Màu đen dễ mặc đúng không? Nhìn chung còn xa, các chị mặc với cái gì cũng được. Các chị phối với cái đồ gì cũng đẹp. A21 cho em chị Thúy Linh lên số điện thoại cho em nhá. Nguyễn Hương ok, chị Phạm Thị Tâm ok, quần em mặc là thổ 3. Tiếc quá không có size L đúng không? Con này đỉnh lắm các chị này, còn mỗi size S thôi. Đấy chứ ạ, còn mỗi size S, cái là đính đá cho em các chị yêu nhá. Con là đính đá cho em, toàn bộ đá rất là sáng luôn.
Chị Lê Thủy rồi, ok chị này. Chị nào lấy comment A21 cho em. À con này khác. Bảo Bình, chị Mai Hoa, chị nào người nhỏ các chị mặc kem con màu đen như thế này. Mặc bộ xe S. Chị A21 ạ, lên nốt của mã này em nghỉ các chị nhá. A22. A22 ạ. Ok, chị A22 em còn hồng này, trắng đen, trên màu hồng, màu đỏ, màu đen, trắng em còn sót 1-2 chiếc vậy ạ. Mẫu hàng cho là A22 130 ạ. A22 cho em 130.000. Ủa các chị ơi, lấy con màu đen này. Em là chị nào cứ dưới 50-51 cho chị chốt con màu đen cho em. Không xịn cũng được thôi, tiền toàn bộ hàng 350-380. Bây giờ còn nguyên một bộ đen này, có mỗi này em xả nốt hàng MV cho em các chị yêu. A21 cho em này. Đỉnh cao này các chị không chốt là các chị mua cái gì. Để chạy đỉnh cao như này luôn. Toàn bộ hàng em nhập vào trước của nó trên dưới 300.000. Để chạy toàn bộ hàng nhập trên dưới 300.000. Ok Trần Viền, em lên con này nhá. Ôi ôi, cái gì thế? Làm sao mà đá cho Liverpool à? Trời ơi, để nó bóc, để cho ông Hùng ông bóc phốt lên kinh quá ai mất. Chị ơi, 130.000. Rẻ, đẹp, chất. Được chưa? Rẻ đẹp chất. A22, A21. Các chị lấy đi, em nói thật, em còn Nguyễn size S thôi. Con này đỉnh lắm các chị ơi. Nhận được hàng nhớ, lúc nào các chị mặc các chị chụp cho em xin kiểu ảnh nhá. Con này đỉnh lắm. Hàng MV các chị lấy, tại vì không phải lúc nào em cũng vật được cái lô MV đẹp như này. Tại vì dịch dã là người ta không đi được hàng ấy, người ta không bán được, cho nên là người ta mới sale thôi. Bây giờ em nói thẳng luôn, chỉ có bán trên livestream bán được. Cửa hàng bán lẻ giờ chỗ em gọi là gần như kiểu đóng băng luôn. Đóng cửa hết. Quần em mặc là mã thổ 3 và thổ đen nhá. Thổ 3, thổ đen là size em còn size 28, các chị tôi còn là 55 56 cân đổ về thôi, 57 cân đổ về. Con này là mã gì ạ? A22. A22 và kèm số điện thoại cho em. Cái form nó trẻ lắm. Để các chị mặc nó sang. Ai bán nếu mà bình thường ấy, cái giá chính phẩm của nó không có giá như này, nhập vào không được. Trời ơi, con này có size gì chị? Nguyên size S. Khổ tâm thế chứ lại. Thế này mà người chị nào nhỏ nhỏ, các chị mặc quá hời. Chị ơi, 53 cân bằng cân em. Em còn gần 54 cân em mặc được ý. Cho nên bình thường em chỉ chốt đơn 52 cân thôi. Tại vì người em nó phải gọi là nó chắc chắn. Nó không bị, kiểu không hiểu bị béo bẹo ấy. Không bị bẹo. Chị ơi, không có size L, hết sạch rồi chị ạ. Bây giờ em còn màu đỏ các chị yêu. Còn màu đỏ, màu hồng, màu trắng, màu đen. Đỏ hồng trắng đen và cách số điện thoại ạ, 130.000 con A22. Đấy chạm 130.000 đồng con A22 và kèm số điện thoại cho em. Đấy, hết size to rồi thì còn size bé thì em mới bán giá này được cho các chị. Thế là còn đủ size đủ số thì làm gì có giá tiền như thế này chị ơi. Toàn bộ hàng của nó 350-380. Hàng MV này, hàng cao cấp cho em. Đen trắng các chị này. Dòng đỉnh cao luôn. Có size L chị hốt hết đúng không? Nhưng mà khổ tâm
Cái này mà chị nào người nhỏ nhỏ là các chị được mua luôn, mua tốt cái giá tiền như này. Thực sự luôn, các chị được mua giá quá hời luôn. Cái gì mà phủ đen chị ơi, thổ đen, thổ đen. Để chị ạ, A22 và kèm số điện thoại ạ. 130.000. 130.000 đồng. Chị Nguyễn Kiên ok chị ạ, à? Chị Nguyễn Loan, chị Nguyễn Kiên chị có mặc vừa, chị lấy luôn đủ màu mà. Chất nó mát lắm chị ạ, à? Và cái chất này nó không bị vỡ hình. Nó không bị vỡ hình đâu, nó không như hàng rẻ hàng Việt đâu ạ. Nó không như hàng xưởng. Các chị nhìn cho em cái hình này, hình 3D cho em mà toàn bộ hình in lụa các chị nhá. A22 ạ, A22 trên màu đen này. Màu đen trắng, màu đỏ với màu hồng các chị yêu. Màu hồng có hàng không chị? Hồng có 2 3 chiếc. Hồng chỉ có 2 3 chiếc thôi, em thử màu hồng các chị mình xem luôn. Đây nha, em thử luôn các chị xem cái màu hồng này. Hồng đẹp làm tôn da lắm. Hồng đẹp đấy, rất là tôn da luôn. A22 ạ. Màu hồng. Trời ơi, nó đẹp quá luôn. Để chị A22 cho em có màu hồng mà kèm số điện thoại ạ. Trời ơi, đợt này em không ship Bắc Giang được tình yêu. Em chỉ ship Bắc Ninh, Bắc Giang không ship được rồi. Lúc nào hết dịch các bác chị yêu ủng hộ cho em nhá. Thanh Vân Trần rồi ok chị chốt đơn. Liverpool à? Liverpool. Ok, A22 các chị chọn màu cho em. Chị Nguyễn kia có lấy thêm màu hồng không này? Hồng đẹp này chị này. Hồng ấy tôn da lắm, trông nó trẻ trung. Đỏ rồi đâu, ok chị Tươi Nguyễn, chị Thanh Nguyễn ok chốt đơn hàng. Còn nguyên size S thôi các bác nhá, ngày mai không còn size M đâu. Còn nguyên size S các chị từ khoảng 52-53 cân đổ về thôi, trên 40 cân đổ lên. Bảo Nguyễn Bảo Thi rồi ok chị ạ. Thanh Nguyễn ok chốt đơn hàng rồi, Tươi Nguyễn ok có đơn hàng nhá các chị yêu. Đấy chị A22 và cách số điện thoại. Bây giờ em nghỉ được chưa các chị, mai em bán tiếp nhá các chị nhá. Mai lên tiếp, hôm nay tạm tạm đến thế thôi, xương xương thế thôi ạ. Tại vì là đơn của trưa hôm qua, đơn của trưa hôm nay thì em chưa gọi chốt xong ý. Chưa gọi chốt tí nào. Thế là trưa ngày hôm nay mà chị nào có đặt kính ý, thì ngày mai các chị có thể là dồn thêm cái đơn quần áo của tối ngày hôm nay nữa. Toàn mẫu đẹp cho các chị thôi. Ok chị. Có cổ màu rêu có mà chị Nguyễn Hương. Có đầy mà, lúc nãy em lên lúc nãy chị vào xem lại like nhá. Xong là mai chốt đơn chị yêu. Được chưa ạ? Nó là cái mã gì? A8 và A7. Chị xem cái mã A7 và A8 ấy, nó có màu rêu đấy. Thì tí nữa lúc nào tắt like chị xem lại like và ngày mai gọi điện cho nhân viên em để chốt đơn nhá. Bây giờ em nghỉ đây ạ. Bye bye các chị yêu. Chúc các chị ngủ ngon nha.